Tập 1. Câu chuyện mở ra trong bối cảnh thế giới ảo có những người lính mặc giáp cầm lựu đạn chọi nhau. Trong lúc lơ ngớ một người vô tình cho cả dân thường đi gặp các cụ, cả hai nhìn thấy kẻ địch thì vội chạy đuổi theo nhưng đã mất dấu. May mắn cho họ là trong đội có một người chơi vô cùng vip, không chỉ dễ dàng phát hiện kẻ địch mà còn xuất hiện đột kích ngầu lòi, rồi rời đi sau khi cài lựu đạn hạ gục đối phương đem về chiến thắng cho cả đội. Tất cả nãy giờ chỉ là một trò chơi và nam chính của chúng ta là người giành MVP với lần chiến thắng thứ 20 liên tiếp. Nam chính Sakamoto đã kiếm được ngôi sao giúp cả đội lọt top 10 trên bảng xếp hạng thế giới. Sakamoto tự tin rằng ở trò Bitum này mình là người giỏi nhất cả nước. Nếu không phải vì lên cao phải có thêm đồng đội để đấu với đội nước ngoài thì mình cậu cũng cân được cả cái game này. Một lời khiêu chiến tiếp theo được gửi tới đội của Sakamoto, họ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thế giới. Sakamoto dĩ nhiên không ngán bố con thằng nào nên đồng ý để nhắm thẳng vị trí top 1. Bitum là trò chơi mới có hơn 3 triệu người trên thế giới tham gia người chơi không dùng súng mà phải khôn ngoan khi sử dụng những quả lựu đạn được gọi là bim cách chiến thắng trong trò chơi này là biến thành phần tử hồi giáo đi truyền đạo cho đối thủ ở trong trò chơi này sakamoto là chúa nhưng ở ngoài đời cậu chỉ là thanh niên 22 tuổi thất nghiệp như bao thanh niên chán cuộc đời thật sakamoto không chỉ đứng đầu mà còn kết hôn ở trong thế giới ảo bitum vậy nên cậu rất vui với cuộc sống trong game này của mình mà không màng quay trở lại thế giới thực cho đến một ngày sakamoto chợt mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ cả người thì ê ẩm và đang mặc kẹt trong dù vướng trên cây cao cậu hét lớn gọi người giúp nhưng chả thấy ai trả lời loay hoay mãi thì sakamoto cuối cùng cũng thoát ra cậu không thể nhớ được tại sao mình lại ở nơi khí ho cò gáy này rõ ràng đang ngồi nhà nằm điều hòa chơi game mà giờ lại bị thương và ở một nơi kỳ lạ cậu nhận ra bản thân vẫn còn điện thoại nhưng nơi này không hề có sóng trong lúc cây cú sakamoto phát hiện ra trên tay mình đính một viên đá xanh làm cậu tự hỏi có khi nào mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc hay không sakamoto trượt nhân ra chiếc túi thân yêu của mình cậu vội lục soát xem có thằng nào trông mất đồ bên trong hay thì tìm thấy một chiếc túi kỳ lạ cũng may đồ ăn cậu mua ở cửa hàng vẫn còn nguyên sakamoto vội làm ngụm nước lấy lại bình tĩnh để tìm hiểu xem đây là đâu nơi này nóng như cái lò nên cậu đành phải tiết kiệm nguồn nước quý giá còn lại một con bọ cánh cứng bất ngờ đụng trúng cậu không những thế còn có sâu và nhện gớm ghiếc dọa cho sakamoto chạy suốt cả quần mà bất cần té ngá rồi lăn tới bờ biển sakamoto kinh hoàng nhận ra bản thân hiện đang bị kẹt trên một hòn đảo trước đó Sakamoto bực tức chạy tới quát mẹ vì bà tự ý xin việc cho cậu ở cửa hàng tiện lợi. Sakamoto cay cú bỏ đi còn mẹ thì nhìn cậu với ánh mắt biết thế hồi xưa tao để hồi vịt lộn ăn còn hơn. Trong lúc ra khỏi cửa hàng, Sakamoto bị hai người mặc đồ đen kỳ lạ tiếp cận. Những ký ức đang dần trở về nhưng Sakamoto không rõ bằng cách nào mình lại ở đây ngoài trừ khuôn mặt thất vọng của mẹ. Sau khi đánh chén xong hộp cơm bento, Sakamoto tò mò mở chiếc túi kỳ lạ ra xem, bên trong chứa những hộp vuông nhỏ nhắn. Cậu vọc thử thì thấy nó có đêm số bằng linh cảm của mình. Sakamoto vội ném nó đi và may mắn thoát được vụ nổ do khối vuông tạo ra cậu kinh ngạc nhận ra tất cả các khối vuông trong túi mình đều là lựu đạn trời đã tối nên Sakamoto mặc kệ nó mà rời đi cậu phát hiện có người trên bờ biển thì vẫy tay gọi nhưng anh ta lại đáp lại bằng cách chọi lựu đạn về phía Sakamoto cậu cảm thấy cảm giác quen thuộc này giống hệt như trong game nên tự hỏi có khi nào mình đang ở trong trò chơi bi tung thế giới thực quá hoảng sợ Sakamoto vội cầm lấy túi lựu đạn rồi chạy sâu vào rừng Tên tóc vàng hét lớn chửi cậu là thằng hèn rồi vô cùng tức giận, Sakamoto cứ tưởng mình đã thoát thì nào ngờ ăn phải một trái lựu đạn. Cậu không hiểu làm cách nào tên tóc vàng tìm thấy mình, không biết phải làm gì nên Sakamoto đành phải tháo lui, một cục bom trọi đến cạnh chỗ tên tóc vàng nhưng nó không nổ. Sakamoto giờ mới nhận ra mình phải kích hoạt quả bom đã, cậu lại ném quả thứ hai về phía gã tóc vàng nhưng vẫn chả có chuyện gì xảy ra. Tưởng bom xịt nhưng nó bất ngờ kích nổ, tên tóc vàng cho rằng Sakamoto chả biết dùng lựu đạn của mình nên hào hứng truy đuổi đến một mỏm đá cậu bất ngờ xuất hiện phía sau yêu cầu hắn nói rõ lý do tại sao muốn giết mình và tại sao họ ở đây tên tóc vàng cười đau cả bụng vì con mồi của mình hóa ra bị mất trí nhớ và còn chả biết dùng lựu đạn mà còn tính đe dọa ai hắn ngay lập tức ném lựu đạn về phía sakamoto nhưng may mà nó đã trượt sakamoto lập tức co giò chạy tự hỏi mình đã làm gì mà ra cơ sự này cậu quay lại giơ tay đầu hàng nhưng đối phương quyết không tha sakamoto bị thổi bay nằm đó nghĩ xem sau khi chết sẽ chuyển sinh đến đâu may mắn là tên tóc vàng không nhìn thấy cậu Lúc này viên đá trên tay Sakamoto phát sáng giúp cậu nhận ra nó giống như Zada dò tìm trong trò chơi bitum. Cậu lại tiếp tục bị tên tóc vàng tấn công do hắn dò ra được vị trí Sakamoto đang núp. Biết không thể ẩn nấp mãi nên cậu đã tìm hiểu về loại lựu đạn của mình, hóa ra nó thuộc loại hẹn giờ. Còn loại của tên tóc vàng thuộc loại đạn pháo sẽ nổ khi tiếp xúc với vật thể. Tất cả những thứ này đều giống như trong trò chơi bitum, Sakamoto cố chấn an bản thân vì cậu thuộc tốt 10 trò này cơ mà. Tuy nhiên cơ thể cậu không thể di chuyển do bản thân hiểu lý do trò chơi bi tum lại đột nhiên xảy ra ở đời thực. Tên tóc vàng hét lớn do tìm vị trí của Sakamoto đang núp, hắn phân vân giữa vách đá và đám cỏ. Nhưng chỉ có con nít mới chọn con người lớn thì tất nên hắn quyết định ném lựu đạn hai nơi luôn. Sakamoto không còn cách nào khác đành bước tộc nhảy xuống biển. Tên tóc vàng khoái chí đứng trên vách núi vì chỉ cần cậu ngoi đều lên là hắn sẽ cho ăn lựu đạn. Tuy nhiên gã không ngờ Sakamoto đã lén để lại một quả bom hẹn giờ khiến cho chỗ đó phát nổ thành công biến tên tóc vàng thành người máy hợp thế chân tay mỗi thứ một nơi. Lần đầu tiên giết người khiến Sakamoto sốc đến mức phát ói, nhưng cũng đành chịu thôi vì cậu làm thế chỉ để tự vệ. Đang ôm mặt khóc thì Sakamoto nhìn thấy hai túi lựu đạn của tên tóc vàng trôi giặt vào bờ. Cậu quyết định sẽ lấy chúng để bản thân có thể sinh tồn trong cái trò chơi kinh hoàng này. Trước đây Sakamoto đã nộp đơn xin việc rất nhiều nhưng toàn bị từ chối. Mẹ vào gõ cửa đúng lúc đang chơi game làm cậu thấy khó chịu, bị bạn bè trong game phàn nàn càng khiến cho Sakamoto xấu hổ hơn. Mẹ tới để bàn về công việc cho con trai, bà muốn Sakamoto đi phụ tiệm mì của ông chú nhưng cậu bảo mình đã có công việc bản thân thích. Tuy nhiên cậu đã ngồi không đó 2 năm trời nên mẹ khuyên Sakamoto hãy từ bỏ giấc mơ làm việc trong một công ty game đi. Những lời đó khiến Sakamoto tức giận đến mất kiểm soát và ném thẳng tay cầm về phía mẹ, giấc mơ đó hiện về làm cậu tính giấc. Do hôm qua đã ói hết mọi thứ nên hiện giờ Sakamoto rất đói. Đúng lúc này cậu bất ngờ nhìn thấy một cô gái đang vệ sinh cơ thể bên cạnh con suối, nhìn cô ấy uống nước mà Sakamoto thèm chảy rãi. Cô gái nhìn thấy một tên được dựa đang nhìn mình với ánh mắt thèm khát thì hoảng sợ lùi lại, bởi cô ấy cũng không rõ lý do bản thân bị mắc kẹt ở đây. Tập 2. Trong trò chơi Bitum, đội của Sakamoto rất nổi tiếng do thành tích toàn thắng, rất nhiều người muốn tham gia vào tổ đội của cậu với chiếc ghế dự bị. Trong số đó Sakamoto bất ngờ chú ý đến một cô gái đang chờ bạn mình, cậu rủ cô ấy tham gia tổ đội do bên mình đang thiếu một chân. Cô ấy sợ bản thân vụng về nhưng máu sĩ gái đã lên thì Sakamoto bảo mình cân tất rồi mời cô ấy gia nhập. Đó chính là lúc mà nữ chính Himiko gặp cậu qua game, sáng hôm sau Himiko rất bực vì người bạn Miho cho mình leo cây hôm qua. Cô ấy xin lỗi do hôm qua bạn của anh trai mang tới rất nhiều game độc lạ bình dương khiến Miho quên mất hẹn với bạn. Miho hứa sẽ khao bữa trưa để chuộc lỗi nên Himiko tạm tha. Cô rất được nhiều bạn nam trên đường chú ý do ngoại hình xinh xẻo dễ thương và vòng nào ra vòng nấy. Himiko kể cho bạn mình nghe việc hôm qua cô được gia nhập tổ đội của Sakamoto, người chơi giỏi nhất cả nước. Miho hỏi cô thấy cậu thế nào? Tuy chưa gặp mặt ngoài đời nhưng Himiko thấy cậu rất tốt bụng. Miho cho rằng có lẽ cậu sẽ đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc, còn Himiko thì lo đó có thể là một ông chú to béo mập địt. Cô bạn vội khuyên cô ở đời nên biết mơ mộng một chút, cả hai sau đó đã cóp like nhân vật và chụp một bức ảnh thật đẹp. Miho bảo cô hãy thử gửi bức ảnh này cho Sakamoto để cho cậu ngạc nhiên chơi. Himiko dù có ngoại hình vượt trội nhưng cô vẫn chỉ là một học sinh bình thường, khi nào rảnh thì vào game giao lưu cùng người lạ. Đấy là cho đến khi Himiko đột nhiên bị dịch chuyển tới hòn đảo kỳ lạ này, cô không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với mình kèm theo đó là một túi lựu đạn cho thấy cô phải giết người himiko phân vân tự hỏi mình có nên vào rừng không nhưng vì sợ côn trùng cùng quần áo bị bẩn nên cô từ bỏ ý định đó cô nằm chú dưới gốc cây dừa ước gì bản thân có thể trở về đang nằm mơ về cuộc nói với hội bạn thì một đám đàn ông tới đánh thức himiko ông chú to con bảo cô đừng sợ vì họ sẽ không làm hại himiko tuy nhiên họ phải cẩn thận bởi tất cả có thể bị tấn công từ những kẻ có ý định xấu vậy nên ông chú mời cô gia nhập vào nhóm của mình sử dụng lựu đạn được cấp, họ tiến hành đánh cá dưới biển rồi đem đi nướng. Hòn đảo này vô cùng lớn nên cách duy nhất để thoát là phải chờ tàu thuyền đi ngang qua. Anh chàng tóc dài thấy trong trường hợp xấu nhất thì họ phải tham gia trò chơi. Tuy nhiên ông chú không muốn thế và bắt đầu tranh cãi với tên tóc dài khi hắn bảo chú là kẻ đạo đức giả. Ông chú nói mình là giáo viên nên dù việc gì xảy ra cũng sẽ chọn làm điều đúng đắn. Ông chú cũng không phải kẻ yếu đuối khi flex nhẹ mình sở hữu đai tứ đẳng judo. Thế nhưng đứng trước lựu đạn thì ba cái võ vật nhau chỉ là đồng bằng rừng rú thấy tên tóc dài không hề có thiện trí nên ông chú liền vào thế chuẩn bị sử dụng lựu đạn nào ngờ hắn liền bắt lấy himiko để thử lòng ông chú xui thay cho tên tóc dài khi cô có thủ sẵn kìm điện để thoát khỏi tay hắn tên tóc dài vội giả giọng anh bạn à tôi chỉ đùa thôi anh béo cũng khuyên mọi người nên bình tĩnh lại vì mục đích của họ là hợp tác với nhau để sống sót anh ta đề xuất mọi người giao hết túi lựu đạn của mình ra cho trưởng nhóm giữ để chắc cú anh béo đề xuất để cho himiko làm trưởng nhóm mọi người đều đồng ý giao vũ khi cho himiko Đúng lúc này chiếc máy bay từ trên trời thả xuống thứ gì đó, khi cả bọn đi kiểm tra thì phát hiện đó là thức ăn, nước uống cùng cả kem chống nắng và mấy thứ cần thiết khác. Mọi người lập tức ăn thật no nhưng ông chú lại của trách và yêu cầu họ phải chia ra công bằng và ăn từng chút một. Đang nói dở thì đột nhiên tên tóc dài tới phía sau cắt cổ ông chú, khiến cho chú ấy chết trước mắt Himiko. Trước đây nhóm bạn của Himiko rất thích một nhóm nhạc đàn anh, vì anh ta sống cùng khu với Himiko nên cô ấy có thể đưa họ đi gặp thần tượng của mình rồi chạy đi mua đồ. Trở lại hiện tại anh béo lén tới đánh thức Himiko dậy, muốn cô cùng mình lén trốn thoát nhân lúc tên tóc dài còn đang ngủ, anh béo lo sợ họ sẽ là nạn nhân tiếp theo của gã từ những gì hắn đã làm với ông chú hồi sáng. Vậy là cả hai quyết định đem hết lựu đạn cùng thức ăn rời đi nhưng anh béo do thần hình chậm chạp đã nhanh chóng thấm mệt. Cả hai quyết định ngồi xuống nghỉ chân một lúc, anh béo sử dụng Rada phát hiện ra tên tóc dài đang đuổi tới gần đây nên vội dẫn Himiko chạy đi. Trong lúc chạy anh ta hướng dẫn Himiko sử dụng viên đá trên tay như Rada thăm dò. Họ bắt buộc phải chạy thật nhanh nếu không muốn bị giết chết đến một cây cầu mục nát Himiko nhanh chóng băng qua cẩn thận nhưng anh béo sợ nó không chịu nổi trọng lượng của mình. Đúng lúc này tên tóc dài tìm tới, hắn không biết sử dụng ra đa nhưng vẫn có thể lần ra họ nhờ kinh nghiệm. Anh béo sợ hãi vội ném lựu đạn khói của mình rồi chạy nhanh qua cầu, Himiko nhìn thì nhận ra các loại lựu đạn được cấp đều có tính năng riêng. Của anh béo là khói cực độc dọa cho tên tóc dài tháo lui, vì gã có thể lần theo họ dựa vào dấu vết trong rừng nên anh béo đề xuất cả hai hãy chạy dọc theo đường đá. Kẻ thù ở khắp mọi nơi nên anh béo tính phải kiếm chỗ nào kín đáo để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu không thì họ sẽ là kẻ bị giết. Thế nhưng khi nghe thấy việc phải giết người thì Himiko kiên quyết từ chối. Cô muốn chạy đi nhưng anh béo không chịu buông tay hệt như tên đàn anh xấu xa làm Himiko vội tung một đấm thẳng mặt. Anh béo tức giận vội tóm chặt Himiko nhưng cô nhanh chóng thoát ra, cho rằng cô kỳ thị người béo phì như mình. Tên béo bảo rằng hắn đã tắm hôm trước và tính rửa trò thì liền ăn ngay một cú chích điện của Himiko mà bất tỉnh tại chỗ. Chuyện này làm Himiko nhớ lại vụ việc trước đây lúc cô quay lại đưa đồ ăn cho đàn anh thần tượng. Tuy nhiên khi vào nhà thì cô không ngờ rằng bạn bè của mình đều bị bọn chúng rửa trò và hành hung tàn bạo. Khi cô tính chạy đi thì tên đàn anh đã yêu cầu Himiko ở lại. Cũng may cô nhanh tay đánh hắn rồi chạy đi, nhưng tiếng hét từ bạn bè đã khiến cho Himiko trùn bước rồi bị bọn chúng bắt lấy. Himiko chỉ còn cách phản kháng rồi chạy đi báo cảnh sát mặc kệ bạn bè đang bị mặc kẹt. Khi sự việc bị phanh phui thì đám đàn anh kia nhanh chóng bị bắt tuy nhiên himiko sau đó đã bị chính cô bạn thân mi hô của trách vì bỏ chạy himiko núp vào một góc cho rằng mọi việc đang diễn ra là quả báo cho mình đột nhiên nước rơi xuống làm himiko tưởng có mưa nào ngờ đó là nước dãi của tên béo khi phát hiện ra cô hắn nhanh chóng khống chế himiko ra đất rồi đánh bay kìm điện trong tay cô nhờ vào ra đa từ viên đá nên tên béo có thể dễ dàng xác định được vị trí của himiko hắn vội xe áo của cô ra và giở trò đồi bại với hai quả đồi căng mọng trước mặt himiko cầu mong có ai đó đến cứu mình nhưng cô nhận ra sẽ chả có ai tới có lẽ đây chính là kết cục vì mình đã phản bội bạn bè. Tên béo thấy Himiko không chống cự nữa thì muốn nướng nhờ củ khoai. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì Himizo đã lôi lựu đạn ra muốn tự sát trước khi bị làm nhục. Tên béo hoảng loạn vội kéo quần bỏ chạy. Himiko chửi hắn là đồ hèn rồi chọi lựu đạn khiến tên béo ra đi luôn. Dù vừa giết người nhưng cô không hề cảm thấy tội lỗi chút nào. Himiko nhanh chóng đi rửa sạch cơ thể. Quyết coi toàn bộ lũ đàn ông trên đảo này là kẻ thù của mình. Và đó cũng là lúc cô bắt gặp Sakamoto. Tập 3 Himiko thấy cậu thì lập tức chạy về phía hành lý, Sakamoto thấy cô ấy có nhiều thức ăn như vậy thì liền muốn đuổi theo. Thế nhưng cậu chưa kịp mở lời thì Himiko đã lẩn vào rừng sâu, lúc này cậu nhớ ra viên đá trên tay mình có chức năng giống như radar dò tìm ở trò chơi bi tùng, nên quyết định phải dùng nó để tìm cô ấy nếu không bản thân sẽ chết đói. Tập trung suy nghĩ, Sakamoto đã xác định được vị trí của Himiko khá gần đây. Cậu vội lần theo và phát hiện một bụi cây đang động đậy. Sakamoto nắm chặt lựu đạn trong tay hô đờ mờ mờ dọa ông chú đang đi ý gần đó sợ như lính Mỹ năm 45. Ông chú bảo Sakamoto đừng ra tay bởi bản thân không muốn chết khi ngồi trên đống cước của mình. Cậu đồng ý và yêu cầu chú kéo quần lên dù chưa chùi đít. Ông chú than vãn mình chỉ là người bình thường đột nhiên bị kéo vào trò chơi chết tiệt này. Sakamoto nghe vậy vội yêu cầu chú mau giải thích mọi chuyện cho mình. Ông chú bảo cậu bỏ lựu đạn xuống rồi sẽ nói, cả hai ra khe suối rửa tay. Ông chú hỏi cậu có nhớ gì khi ở trên máy bay hay không, Ông chú kể cho cậu nghe việc những gã mặc vest kỳ lạ đã tới mang mình đi. Khi nhận ra bản thân đang trên máy bay thì ông chú thấy xung quanh còn có rất nhiều người, khoảng từ 20 đến 30 người tất cả đủ ở mọi giới tính độ tuổi, xung quanh có rất nhiều gã cầm vũ khí bao quanh bọn họ. Chiếc tivi ở giữa mở lên, bên trong có một gã hướng dẫn hào hứng chào mừng họ tới tham gia trò chơi cảm giác mạnh này. Hắn giải thích rằng máy bay đang chở mọi người tới một hòn đảo thuộc Thái Bình Dương, nếu muốn thoát khỏi đó thì họ phải phá đảo trò chơi. Tất cả các hành vi than vãn hay phản kháng đều không được chấp nhận rất nhiều người bất bình như liền bị súng điện đe dọa tên hướng dẫn tiếp tục giải thích người chơi phải sử dụng loại lựu đạn được gọi là bim khi nghe việc tất cả phải chiến đấu lẫn nhau thì mọi người lập tức hoảng loạn và tức giận một người trong số đó bị trích điện rồi lôi đi để đám đông ngoan ngoãn hơn trở lại chuyện chính tên hướng dẫn bảo lúc đầu mỗi người sẽ được cấp một loại lựu đạn khác nhau họ sẽ được nhận tám quả ngẫu nhiên và không có hướng dẫn cách để phá đảo trò chơi nằm ở viên đá có chứa chip được đính trên tay mỗi người về cơ bản nó cho phép người chơi phát hiện ra vị trí của người chơi khác nếu tim họ ngừng đập thì con chip sẽ rơi ra, nếu muốn thoát khỏi hòn đảo này thì người chơi phải thu thập đủ 8 viên đá. Nói cách khác họ phải hạ gục 7 người chơi khác nếu muốn thoát khỏi đây, đúng lúc này Sakamoto lên tiếng từ trong đám đông. Giờ cậu mới nhớ ra bản thân khi đó đã bị súng điện đánh bất tỉnh, có vẻ cậu quen gã ở trên màn hình và sau đó bị mấy tên đeo mặt nạ dí súng điện vào đầu. Sakamoto nhớ lại vẫn thấy thốn vô cùng, ông chú kể tiếp việc tất cả người chơi bị cưỡng ép mang dù nhảy xuống từ máy bay. Cả Sakamoto đang bị bất tỉnh cũng bị chúng ném xuống hòn đảo rồi rời đi. Bây giờ cậu mới rõ lý do vì sao mình bị thương và không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Sakamoto vẫn không hiểu sao luật chơi ở đây giống hệt trò bi tùng. Từ vũ khí duy nhất là lựu đạn cho đến thắng nhiệm vụ bằng cách thu thập tám vật dụng của kẻ địch, cậu đoán chắc rằng Tizano, nhà phát triển trò chơi bi tùng đứng sau việc này dù họ chỉ là một công ty game nhỏ, việc bản thân phải thực sự giết bảy người khác khiến Sakamoto không chấp nhận nổi. Phải trải qua cảm giác cho người ta banh xác thêm sáu lần nữa làm cậu dùng mình. Ông chú thấy cậu là người tốt kiêm nam chính thì rủ Sakamoto lập đội với mình. Cậu thấy tuy việc này sẽ an toàn hơn nhưng đồng nghĩa là họ phải xử 14 người khác để thoát khỏi đây, cậu hỏi ông chú thấy sao khi liều mạng vì trò chơi giết người này. Tuy nhiên ông chú chưa bao giờ muốn giết người khác để thắng, ông ấy muốn tìm cách rời khỏi hòn đảo này mà không phải chơi trò chơi. Sakamoto thấy ông ấy ngu nghê hệt như mình lúc đầu thì trầm ngâm, ông chú tưởng cậu không muốn lập đội với kẻ yếu như mình thì rời đi. Thế nhưng Sakamoto đã đồng ý đề nghị của ông ấy vì thích sự kiên định không tham gia trò chơi của ông chú. Cậu có một điều kiện là cho mình thấy loại bim cùng số lượng còn lại của ông ấy. Ông chú vô cùng lưỡng lự rồi từ chối bởi chú không thể tin tưởng Sakamoto do cậu có hai cái túi bim. Hơn nữa ông chú thấy việc nắm giữ con át chủ bài cho riêng mình sẽ là sự tôn trọng dành cho nhau khi ở nơi khốc liệt này. Xem ra ông chú thông minh hơn Sakamoto nghĩ. Để sống sót trong trò chơi hệt bitum này thì khả năng đối phó với người khác là vô cùng quan trọng. Sakamoto quyết định sẽ lập tổ đội với ông chú vô điều kiện. Ông ấy rất vui vì bản thân đã bớt cô đơn hơn nhưng chưa ăn gì mấy ngày nay khiến ông chú vô cùng đói. Ông chú quay ra giới thiệu mình tên là Taija, làm việc trong một điền trang, Sakamoto vội giới thiệu tên một cách lễ phép làm chú Taija rất hài lòng. Lúc này họ nghe thấy tiếng gì đó nên Sakamoto vội chạy lên cao kiểm tra, cậu nhìn thấy một chiếc máy bay đang liên tục thả đồ xuống. Sakamoto nhận ra đó chính là những nhu yếu phẩm mà cô gái mình bắt gặp có, Sakamoto vội báo tin cho chú Taija rồi chạy tới chỗ cái gần nhất. Ngay khi cậu vừa tới thì đã chậm chân trước một cô gái cô ta đang cười phớ lở vì lút được đồ để ăn thì nào đâu phải hốc trước một quả bim phát nổ dưới chân. Sakamoto bàng hoàng nhìn thấy một tên đeo kính dâm đến lấy chiếc vali và cả viên đá trên tay cô gái xấu xố. Xem ra đó chính là cái bẫy mà hắn ta đã răng ra từ trước, những người đứng đằng sau trò chơi đã lên sẵn kế hoạch cho chuyện này. Cậu không thể hiểu tại sao con người ta có thể giết nhau mà không suy nghĩ như vậy, không chỉ cậu mà khắp nơi trên hòn đảo người ta đang săn lùng nhau. Chú tay ra tới thì thấy Sakamoto thất vọng ngồi một chỗ, nhìn thấy sắc cô gái lúc nãy làm tay ra tưởng cậu ra tay nhưng Sakamoto đã giải thích có kẻ đến trước mình đặt bẫy cô ấy, tai ra vội cầu nguyện chư Phật cho cô gái kia còn cậu thì chỉ chỗ một cái dù khác. Sakamoto thấy việc mạo hiểm tính mạng vì thức ăn không đáng nhưng chú tai ra nghĩ có thực mới vực được đạo, có thức ăn thì họ mới có thể nghĩ tới chuyện tương lai. Vậy nên thay vì sợ hãi thì cứ cố gắng đi giành lấy thức ăn để sống, ông chú quyết định sẽ chạy đến đó và khoe mình từng ở trong đội điền kinh trước khi mang thai với bia rượu. Điều này khiến Sakamoto bật cười và nhanh chân cùng ông chú tới chỗ cái vali, chạy được một lúc thì chú tai ra hết hơi cậu vội dùng viên đá và phát hiện ra chỉ có một người ở cách họ khá xa ông chú tai ra không rõ việc dùng gia đa này vì trên máy bay không để ý hướng dẫn cả hai nhanh chân tới đó thì nhìn thấy một thằng nhóc mặt mày dính máu bên cạnh còn có cái xác của một người khác tập 4 trước đây có một vụ giết người kinh hoàng đã xảy ra thủ phạm là cậu nhóc tên kỳ ra 14 tuổi chạy trốn khỏi nhà vì bị bố ngược đãi nó bắt đầu móc túi ăn cắp vặt và kết thúc bằng việc cưỡng hiếp sát hại ba người phụ nữ nhìn kỳ ra có vẻ dễ thương nhưng báo cáo cho thấy thằng nhóc là một đứa tâm thần đã thế tên luật sư dẻo mùm Natsume sẽ là luật sư bảo chữa cho nó. Ông ta đã ra tay bảo lãnh cho Kiza để thu hút thêm danh tiếng cho mình, vì luật bảo vệ trẻ vị thành niên nên cảnh sát khó đụng tới Kiza. Tại ngày thứ hai trong trò chơi, cả Kiza và tên luật sư đều bị bắt trở thành người chơi có mặt trên hòn đảo. Lúc này thằng nhóc biến thái đang giải trí bằng thú vui giết ếch của mình. Nó không hiểu tại sao giết sinh vật sống thì lại sai, con người giết lợn bò để ăn thì Kiza giết ếch có gì to tát đâu. Đến tên luật sư Natsume cũng bó tay không biết giáo huấn thằng nhóc này như thế nào, cả hai đang tranh cãi thì nhìn thấy máy bay tới thả vali cứu tế kiza muốn nhanh chân tới đó xem thử nhưng natsume muốn chờ bố của cậu ta đi cùng khi nhắc đến bố của mình thì kiza lại chợt trở nên ngoan ngoãn lạ thường natsume khuyên cậu nhóc nên cho bố thấy được cảm xúc thật của mình chiếc vali bị kẹt trên cây cao nên bố đã yêu cầu kiza mau đưa cho mình một quả lựu đạn bim của cậu nhóc để lấy nó hắn mạnh bạo cướp nó từ kiza nhưng lại không thể kích hoạt được tên natsume xem thử nhìn nhận ra chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng được pin của riêng mình tên bố hung ác liền quay ra dục Kiza nhanh cái mông làm việc một cách thô bạo. Quả lựu đạn bim của Kiza cho phép nó tạo ra một cái lỗ lớn trên cây khiến cho cả bọn dễ dàng lấy vali khi cây đổ xuống. Bố của ra kiểm tra bên trong thì thấy có rất nhiều thức ăn nên muốn độc chiếm tất cả. Natsume yêu cầu phải chia ra thật công bằng nhưng hắn cho rằng ở đây chả có cảnh sát hay luật pháp. Một tên luật sư nhãi nhép như ông ta bắt buộc phải tuân luật rừng của mình. ra nói thầm chửi ông già mình là cặn bã, thế là lập tức bị bố bóp chim một cách thô bạo cho hết gáy. Nhớ lại trước đây Ki ra rất hứng thú với trò chơi Bitum và đã chơi 40 tiếng liên tục. Ông già liền vào phòng đá bay toàn bộ đồ đạc vì cậu dám tự ý cúp tiết ở trường. Lúc này Ki ra tức giận đặt ngay quả bim của mình lên ngực bố. Ông ta vội hốt hoảng cởi áo ra nhưng đã không kịp và bị nó hút bay phần đầu. Lão luật sư Natsume lập tức ói ngay tại chỗ vì những gì bản thân chứng kiến. Còn Ki ra thì vô cùng hạnh phúc vì đã cho bố thấy được cảm xúc thật của mình như lời Natsume khuyên. Cậu ta tự nhận bản thân bị điên do bị bạo hành nên lúc này sự sảng khoái khi giết người thật là hợp lý. Natsume nhìn thấy thằng nhóc tâm thần này thì không thể chịu nổi. Ông ta nói sẽ không bao giờ làm luật sư biện hộ cho Kiza trước tòa nữa. Natsume làm một chàng giáp đích Kiza về việc cậu nhóc là con quái vật đội lốt người. Nhìn thấy lão bỏ đi khiến Kiza thất vọng vì ông ta từng hứa sẽ bảo vệ mình. Đúng lúc này thì hai người Sakamoto mò tới. Lúc này cậu mới nhận ra lý do Zada chỉ phát hiện được lão Natsume đang chạy là vì nó giống như Zada trong trò bi Chỉ có thể xác định được vị trí của người đang di chuyển giống như việc cậu không di chuyển nên himiko mới không thể phát hiện được sakamoto khi ở thác nước cậu vội hỏi xem có đúng là kiza đã giết người bên cạnh không tên nhóc thừa nhận và bảo đó là để sống còn rồi lôi luật dừng ra để giảng dạy sakamoto cậu muốn khuyên kiza bình tĩnh nhưng nó éo hiểu bởi ông già đã dạy nếu ai đó không nghe mình nói thì phải được chăm sóc đặc biệt nhân lúc thằng nhóc đang lấy túi bim từ cái xác của bố sakamoto và chú tai ra đã nhanh chân tháo chạy kiza bảo họ chạy vô ích vì ở thế giới giống hệt trò bi tung mình thích thì cậu ta là chúa Kiza nhanh chóng sử dụng radar để dò tìm vị trí của cả hai. Sakamoto biết chạy trốn là vô ích nhưng cậu cũng không muốn ra tay giết người nữa. Ông chú tai ra bất ngờ trượt chân té ngã và bị trẹo mắt cá. Chú tai ra bảo cậu cứ chạy trước mà để mình lại đây. Sakamoto dù không muốn chú ấy chết nhưng mạo hiểm mạng sống vì một người mới gặp liệu có đáng không. Cậu không chân trừ nữa mà bảo chú tai ra hãy trốn ở đây và đừng di chuyển để ngăn thằng nhóc kia phát hiện ra. Cậu sẽ chạy để thu hút Kiza còn chú cứ nhân cơ hội đó mà trốn. Nói rồi Sakamoto liền đi quyết dạy cho thằng nhóc Ki ra một bài học đồng thời lấy hết pin của nó, sử dụng radar trên tay. Sakamoto xác định được Ki ra cách mình chỉ khoảng 50 mét. Ki ra cũng nhanh chóng đáp trả để xác định lại vị trí của Sakamoto. Thằng nhóc quyết phải cho bọn người lớn thấy ai mới là kẻ mạnh nhất ở đây. Sakamoto nhận ra nó biết sử dụng radar và còn cẩn thận đo khoảng cách với cậu từng chút một. Hiện giờ Ki ra có hai loại bim nhưng cậu vẫn chưa rõ công dụng của chúng là gì. Sakamoto quay ra kiểm tra thì bất ngờ phát hiện thằng nhóc đang ở rất gần, Cậu quyết định thay vì chạy thì rút ngắn khoảng cách nhằm khiến đối phương bị bất ngờ hơn. Quả nhiên Kiza không tính tới việc này và cả hai đã chạm mặt nhau, Kiza vội ném bim nổ ra trước nhưng Sakamoto không hề bị hạ gục. Cậu quan sát cách thằng nhóc chiến đấu và nhận ra nó cũng là người chơi bi tung có số má. Tuy nhiên Kiza chắc chỉ được 3 sao thì làm thế nào đọ được với hạng 4 sao như Sakamoto chứ? Kiza phát hiện chiến thuật cơ bản không còn hiệu quả thì khoái chí. Trong lúc đó, ông chú tai đã lén quay lại chỗ cái xác bố của Kiza để lấy viên đá. Chú thầm mong Sakamoto đừng chết và sẽ cố gắng chờ cậu, lúc này cậu đã xác định được một loại bim ra sở hữu là đạn pháo. Thằng nhóc hào hứng đuổi theo vì cho rằng cậu đang sợ mình, còn Sakamoto thì quyết định phải đặt một cái bẫy. Thằng nhóc vẫn ngây thơ đuổi theo và rồi bị một quả bim hẹn giờ của cậu đặt sẵn phát nổ. Kiza không bị thương và biết tổng đây chỉ là chiêu đánh lạc hướng của Sakamoto sau đó sẽ tấn công trực diện mình. Kiza vội ném ra quả bim lực hút của bản thân ra sau lưng Sakamoto đang lao tới, nó bám vào chiếc túi và cậu phải nhanh chóng ném đi nếu không đã bị tan xác rồi. Kiza lên tiếng bảo Sakamoto hãy mau đấu một trận thật máu với mình vì biết cậu cũng là một người chơi bi tung tài giỏi Kiza còn biết rõ ý định không giết mình của Sakamoto nhưng nó thật là ngây thơ tuy nhiên cậu và thằng nhóc vẫn có điểm chung là coi trò chơi chính là cuộc sống thật của họ thế nhưng thay vì chấp nhận như Kiza thì Sakamoto lại hè nhát khi bước trải nghiệm nó ở đời thực cậu lên tiếng bảo Kiza con nít con nôi đừng có mà mở miệng nói đạo lý Kiza vội xác định chỗ Sakamoto rồi ném bom khiến cậu đập đầu vào đá Kiza cười lớn vì cậu quá khờ khi trúng kế khích tướng của mình Điều này khiến Sakamoto tức giận ném bim đáp trả. Qua đó mà Ki ra xác định được hai loại bim cậu sở hữu là đạn pháo và hẹn giờ, Sakamoto bị thương thì bắt đầu tự nhủ đây chỉ là game. Tất cả mọi thứ hiện tại đều giống như lúc cậu ngồi sau màn hình điều khiển nhân vật. Khi ra đi tới thấy Sakamoto đứng đó như thằng dở thì ném bim lực hút. Nào ngờ cậu sử dụng túi bim rỗng chắn lấy quả bim rồi ném lên cao sau đó tháo lui. Vì số lượng bim sắp hết nên thằng nhóc hào hứng truy đuổi. Tuy nhiên Sakamoto đã dừng di chuyển để Zada không phát hiện ra mình. Kiza đã đoán ra vị trí Sakamoto đang núp là ở sau tảng đá, thế nhưng cậu bất ngờ di chuyển sau bụi cây và cho thằng nhóc ăn một quả bim hẹn giờ. Kiza tức giận đứng dậy sử dụng Zada nhưng vẫn không tài nào phát hiện được vị trí của Sakamoto dù cậu đang di chuyển. Hóa ra Sakamoto đã sử dụng nhiễu sóng bằng cách kích hoạt Zada của mình cùng lúc với Kiza. Thằng nhóc không thể ngờ đụng phải dân Pờ căn chuẩn thời gian mình sử dụng Zada đến như thế, không có Zada nên Kiza không biết được vị trí Sakamoto ở đâu. Để rồi bị cậu xuất hiện bất ngờ cho ăn một quả bim đạn pháo. Sakamoto đã giành chiến thắng nhưng cậu cũng bị thương. Nhìn thấy thằng nhóc Kiza đang bị thương nặng, Sakamoto hoảng hồn nhận ra đây là thực tại chứ chả phải trò chơi ảo. Cậu sau đó quyết định trói thằng nhóc tâm thần này dưới một gốc cây. Sakamoto quyết định lấy đi túi bim của nó nhưng không quên để lại một thanh kẹo. Kiza vội hỏi tên của Sakamoto và rồi nhận ra cậu chính là dân thách đấu lọt tốt thế giới. Thằng nhóc lập tức cười lớn vì hòn đảo này quá tuyệt. Tập 5 Sau khi thành công lấy được vali thức ăn, ông chú tai ra nhanh chóng thưởng cho mình một tô mì nóng hổi vừa thổi vừa hút. Trái lại thì Sakamoto tuy có thể nuốt trôi nhưng việc chiến đấu với một thằng nhóc khiến cậu dần vật mãi. Chú Tai ra cảm ơn cậu vì đã mang theo đồ ăn về. Chú ấy không thể ngừng biết ơn khi chân bị đau mà vẫn có người tốt giúp đỡ mình như thế. Chú Tai ra xúc động đến mức bật khóc ngay trước mặt Sakamoto. Lần đầu tiên trong đời có người biết ơn mình đến vậy là Sakamoto bỡ ngỡ. Cậu vẫn không hiểu tại sao bản thân lại bị đưa tới hòn đảo này. Trong khi đó, bố dượng Sakamoto sau khi đi làm về thì phát hiện mẹ cậu đang tính cắt tay tự sát. Bà đã biết tin chồng mình bị sa thải nhưng không nói vì sợ vợ con lo lắng. Chính vì thế mẹ đã giấu sau lưng hai người để điền tên cậu vào thỏa thuận nào đó. Lúc này Sakamoto và ông chú tai ra chợt nhìn thấy xác tên béo trôi theo dòng thác tới đây. Vì lo có kẻ địch ở quanh nên Sakamoto quyết định phải nhanh chóng rời đi. Chú tai ra chân vẫn còn đau nên bảo cậu cứ để mình ở lại đây. Tuy nhiên Sakamoto không muốn bỏ rơi đồng đội nên bảo chú cứ ở yên rồi trốn còn mình sẽ đi kiếm thức ăn. Cậu kiểm tra lại và thấy mình chỉ còn hai quả bim đạn pháo cùng hẹn giờ ba quả hút chân không cùng bốn quả bim đạn pháo lấy từ thằng nhóc kia sakamoto trèo lên thượng nguồn để kiểm tra xem có ai không còn ông chú tay ra ở dưới thì lấy viên đá trên tay tên mập rồi nhanh chóng kiếm chỗ núp lúc này sakamoto chợt phát hiện một xác chết đang phân hủy nặng cậu cố ngăn mình không ói ra vì thức ăn bây giờ rất quý giá chỉ mới hai ngày ở trên hòn đảo mà sakamoto đã trải qua đủ thứ chuyện cậu để ý viên đá trên cái xác đã bị lấy mất vậy nên sakamoto vội dùng radar và phát hiện ra vị trí một người chơi gần đó cậu cứ tưởng đó là thủ phạm đã ra tay nhưng hóa ra là cô gái mà mình gặp hôm trước himiko lúc này quyết định ném quả bom khí ga về phía cánh rừng để đuổi kẻ địch sakamoto lập tức hoảng loạn chạy đi thật nhanh ra khỏi khu rừng cậu bất ngờ chạm trán himiko và thấy trên người cô có rất nhiều loại bim khác nhau cậu lập tức cho rằng đối phương chắc hẳn là một nữ sinh độc ác giết người như ngoé sakamoto vội đưa tay đầu hàng bảo mình không muốn tham gia trò chơi dù cậu lo không biết cô có chịu lắng nghe mình không thấy himiko tính ném bim cậu lập tức nói muốn mời cô cùng hợp tác nếu cô từ chối thì bản thân sẽ đi ngay, Himiko liền ngừng kích hoạt bim trên tay nhưng khi cậu bước tới thì cô ấy lập tức đề phòng. Vì nỗi căm ghét với tất cả đàn ông nên Himiko đã ném bim phát nổ về phía Sakamoto. May mắn cho cậu là quả bim đó không trúng vị trí của mình, Sakamoto liền tranh thủ cơ hội lao tới. Cậu khéo leo né được cái kìm điện trên tay Himiko, nhìn ngoại hình mắt xanh tóc vàng làm Sakamoto tưởng cô ấy là người ngoại quốc. Nên liền sổ một chàng tiếng Anh IL10 để giải thích, Himiko bảo cậu nói tiếng Anh như quần què rồi lao tới. Do có ác cảm với súng điện trước đây nên cậu đã lập tức chống trả khiến cô bị chính súng điện của mình giật bất tỉnh. Sakamoto thấy cô ấy có mùi khá thơm nhưng vì thuộc hội người liêm nên vẫn cố đánh thức đối phương, vì không muốn Himiko lại nổi điên nên cậu đành tháo mấy túi bim của cô trước. Lúc này một ý nghĩ tà giam xuất hiện trong đầu Sakamoto khi nhìn thấy Himoko xinh đẹp lại còn phồng phào trước mặt. Cậu tính nghĩa thử tí quần chip của con gái nhà người ta nhưng phải vội dừng lại vì phim này không gắn tác mèo đen, nhớ lại cái xác tên béo bị tụt quần. Sakamoto nhận ra có lẽ Himiko đã bị hắn tấn công lúc này Himiko mơ lại cảnh mình bị tên béo dở trò thì đột ngột tỉnh dậy cô thấy mình đang được Sakamoto bế trên tay thì tính lôi kìm điện nhưng cơ thể đã bị tê liệt cậu bảo mình sẽ đưa Himiko đến nơi an toàn nhưng cô lại cố lôi ra một quả bim hẹn giờ cô cho rằng đàn ông chỉ là một lũ thú vật nên quyết thả chết chứ không để bản thân bị làm nhục có chết thì bản thân vẫn còn cái mác gái trong trắng lên thiên đàng tuy nhiên quả bom đã bị Sakamoto vô hiệu hóa kịp lúc cậu nhân gia himiko sẵn sàng tự sát nên không nói gì thêm sakamoto đưa cô ấy trở về chỗ chú tai ra để bình tĩnh lại chú mời cô một ly cà phê khiến himiko bật khóc xem ra cô ấy đã phải trải qua rất nhiều thứ kinh khủng chú tai ra hứa mình và cậu sẽ không làm gì hại đến cô nên hãy yên tâm họ quyết định sẽ rời đảo này mà không tham gia trò chơi nên mời himiko gia nhập cùng tuy nhiên himiko rất lo vì nếu họ trở về được thì cũng không biết thứ gì đang chờ sẵn cô nói việc những người được mang tới đây là đều được chọn bởi người khác điều này khiến sakamoto không tin vì thế nghĩa là bạn bè và gia đình sẵn sàng từ bỏ bọn họ chú tai ra cũng thấy mình ăn ở tốt thì sao bị thế được nhưng chính chú cũng đâu biết dạo gần đây mình có lỡ đắc tội với ai không sở dĩ himiko nghĩ thế là vì cô bạn miho trước đây đã nói mọi người đều thống nhất việc cô phải biến mất sakamoto nghĩ lại mọi chuyện thì thất thần nhận ra người muốn cậu biến mất nhất có lẽ chính là mẹ mình himiko suy sụp cho rằng mình không còn nơi nào để về còn chú tai ra thì vẫn cổ vũ cô phải kiên cường sống sót rời khỏi hòn đảo này nếu được trở về thì họ có thể sửa chữa được sai lầm của mình lúc này có tiếng động phía bên trong bụi cây sakamoto vội dùng ra đa nhưng không phát hiện được gì chú tay ra lập tức lấy đèn phin ra soi thì thấy có rất nhiều cặp mắt đang nhìn họ đó không phải con người nên ra đa không có phản ứng himiko lúc này không thể chạy do tác dụng của súng điện lúc này thứ tấn công bọn họ bất ngờ xông ra chú tay ra nhanh chóng nhận ra đó chính là những con rồng komodo tập 6 sakamoto vội nhờ chú tay ra đưa himiko tới bờ bên kia còn mình thì sẽ đi lấy những túi bim cậu lao tới dùng một khúc đá đập đầu con rồng cạnh đó rồi ném một quả bim về phía đám rồng đang tấn công chú tay ra tuy nhiên chúng không hề phát nổ do đây là những quả bim của thằng nhóc kia xem ra việc cậu chưa giết nó khiến sakamoto không thể sử dụng được loại bim của đối phương chú tay ra bị lũ rồng nhắm tới còn sakamoto thì cố gắng tìm xem túi bim nào mới là của mình lúc này một con rồng komodo cắn yêu vào chân chú tay ra một phát cũng may sakamoto kịp ném bim gây nổ đánh đuổi lũ rồng đi cậu vội chạy tới kiểm tra và phát hiện chân chú tay ra đã bị thương nặng cả hai nhanh chóng tháo chạy nhưng chú tai ra hiện đã bị thương cả hai chân họ không có nhiều thời gian nên chú cũng không thể tiến hành cầm máu được lũ rồng vẫn bám theo sau nên mọi người phải đi ngay chú tai ra khen sakamoto đúng là anh hùng và giờ chả còn mấy ai được như cậu sakamoto có thể bỏ chạy và để mặc chú cùng himiko nhưng cậu không làm thế sakamoto nhận ra chú tai ra nói thế vì đang đang thử mình bởi chú rất sợ khi cậu bỏ đi thì không biết có quay về hay đã quyết định bỏ rơi chú nghĩ tới điều đó khiến cho chú tai ra vô cùng sợ hãi Lời nói của Himiko về việc có người muốn họ biến mất có vẻ không sai. Chú tay tuy rất tốt bụng với gia đình mình nhưng lại là một con quái vật khắt khe ở nơi làm việc. Chú còn thường xuyên lợi dụng lỗ hổng luật pháp để kiếm thêm tiền. Không có gì ngạc nhiên nếu có rất nhiều kẻ muốn chú biến mất. Sakamoto hứa sẽ không phản bội chú nhưng ngay khi lũ rồng Komodo mò tới thì chú lại bất tốc hành chạy trước. Cậu chỉ đành tạt qua đường khác rồi gọi chú tay ra sau, sử dụng radar nhưng Sakamoto vẫn không tìm được vị trí của chú tay ra do chú đã dừng di chuyển cậu bắt đầu lo rằng chú tai ra hiện đang giữ toàn bộ bim của himiko và thức ăn nên có khi nào tính chạy trốn một mình sakamoto không muốn tin mình bị bỏ rơi nên liên tục phát ra đa tìm kiếm cậu lên tiếng chửi thề thì một con rồng komodo xuất hiện đúng lúc này một quả bim gắn cánh quạt bay tới nổ chết nó chú tai ra tìm tới chỗ cậu làm sakamoto rất ngạc nhiên hóa ra hai người họ liên tục phát tín hiệu ra đa để tìm nhau nên mới khiến tín hiệu bị gây nhiễu sakamoto cảm thấy thật có lỗi khi đã nghi ngờ và mang cả dòng họ chú tai ra lên chửi chú tai ra không giận vì khi sợ hãi thì con người ta dễ đánh mất chính mình chú tai ra quyết định giữ bí mật về loại pin của mình vì sợ có thêm kẻ thù hoặc bị lợi dụng nhưng hiện tại chú vẫn tin rằng đi theo sakamoto là lựa chọn tốt nhất cả ba đã gần tới bờ biển và may mắn tìm thấy một tòa nhà trú ẩn để tránh khỏi lũ rồng cả sakamoto và chú đều cố gắng leo lên với himiko đang bất tỉnh nhưng thanh sắt không chịu nổi khiến cả ba ngã xuống đất chú tai ra quyết định sẽ cầm chân lũ rồng để cho sakamoto đưa himiko lên trên đó trước loại bim chú ấy sử dụng là bim dò tìm khóa mục tiêu rồi nó sẽ tự động bay tới đối phương cậu cố gắng đánh thức himiko dậy nhưng không được nếu bỏ cô ấy lại thì họ sẽ sống nhưng sakamoto không muốn làm chuyện độc ác thế cậu khóc rồi cười một cách man rợn nhìn himiko chú tay ra thấy sakamoto một mình leo lên thì tưởng cậu tính bỏ mặc cô lại nên rất thất vọng thế nhưng sakamoto đã nhanh chóng ném về phía lũ dòng bim khí ga của himiko cậu đã để cô ấy tự nhấn nút rồi nhanh tay ném nó chỉ cần họ ở đây thì với hướng gió biển thổi chắc chắn khi ga sẽ không lan tới chỗ này đây chính là điểm khác biệt giữa đời thực với trò chơi bi khi nó không có gió và có thể sử dụng bim của người khác cả ba lên tới chỗ tòa tháp và phát hiện có ai đó đã bị giết ở đây từ trước chú tay ra lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chóng mặt xem ra cái chân bị cắn đã bắt đầu bị nhiễm trùng khiến chú ấy bị sốt lũ rồng hiện đã bị đuổi đi nhưng sakamoto đoán chúng sẽ sớm quay lại khi chất độc tan hết cậu ở dưới tranh thủ tia quần chip của himiko nhưng đã bị cô phát hiện Himiko hỏi thanh niên có làm gì bậy bạ trong lúc mình bất tỉnh không làm Sakamoto chột dạ. Himiko lập tức chửi cậu là biến thái rồi bỏ đi mà không cho Sakamoto giải thích. Cậu vội giữ cô ấy lại nhưng vô tình khiến Himiko nhớ về tên béo nên vô cùng hoảng sợ. Chiều hôm đó chú tai ra vô cùng đau đớn khiến cho Sakamoto không thể khử trùng vết thương. Cậu nhờ Himiko mau giữ chặt chú ấy lại dùng mình. Tuy nhiên cô từ chối bởi không muốn chạm vào đàn ông một chút nào. Sakamoto bảo chú ấy bị cắn là vì bảo vệ cô nên họ phải nhanh lên. Himiko cố kìm nén nỗi sợ rồi giữ chặt chú tay ra để cho cậu khử trùng vết thương sáng hôm sau tình hình của chú tay ra đã đỡ hơn trong khi đó phía ban tổ chức đang quan sát nhất cử nhất động của thí sinh tên hướng dẫn rất đặc biệt quan tâm tới Sakamoto Himiko đang ngắm nhìn bức ảnh chụp chung cùng bạn thì Sakamoto tới nhắc cô ấy ở đây không có sóng điện thoại cậu mở lời làm quen vì họ ở trung đội nhưng Himiko thấy lén xem điện thoại người khác là bất lịch sự nên liền cho Sakamoto ăn đạp và bảo mình sẽ không ở trung đội với cả hai người Sakamoto không quá để tâm mà hỏi xem số bim và thức ăn Himiko có là từ đâu mà ra để sử dụng bim của người khác thì cô phải giết họ đã vậy nên Sakamoto thắc mắc Himiko đã giết bao nhiêu người họ cần phải biết cô nghĩ gì đề phòng trường hợp bị Himiko phản bội Himiko không muốn giải thích mà chỉ nói làm thế để bảo vệ mình rồi bật khóc Sakamoto không dễ để con cu mà mù não bộ nên nếu Himiko không nói rõ ràng thì cậu sẽ luôn nghi ngờ cô đúng lúc này có tín hiệu ra đa truyền tới làm Sakamoto bảo không ai được cử động nhưng Himiko biết mình đã bị phát hiện nên tính rời khỏi đây để không làm liên lụy cả hai. Sakamoto vội bảo kẻ địch chỉ phát hiện ra một người nên đề xuất để mình làm mồi nhử đánh lạc hướng chúng. Sakamoto sau đó phải liều mình đi vào rừng sâu đồng thời kiểm tra xem vị trí kẻ địch. Cậu tính kéo dài khoảng cách để không phải chiến đấu nhưng không ngờ đối phương đột nhiên xuất hiện sau lưng mình với một con dao. Tập 7. Trước đây hai nhân vật trong game Bitum của Sakamoto và Himiko đã quyết định kết hôn với nhau. Đây có lẽ là tình yêu trong sáng thật sự dù họ chưa từng gặp mặt ngoài đời. Himiko muốn được như thế này hơn vì đây chính là giấc mơ đối với cô. Lúc này Sakamoto thoát được lưỡi dao tử thần thì lập tức tháo chạy, cậu nhảy xuống vách đá nhưng tên tóc dài vẫn cứ đuổi theo. Sakamoto vội lỗi bim ra tự vệ và muốn rủ đối phương cùng nhau hợp tác rời khỏi đây. Tuy nhiên tóc dài từ chối vì cậu chả có kế hoạch rõ ràng. Hắn ta chỉ sử dụng dao mà không thèm dùng bim. Sakamoto trong lúc mất chú ý đã bị một quả bim hẹn giờ của tên luật sư Natsume ném tới. Hóa ra hai tên này là cùng một nhóm với nhau, sakamoto nhanh chóng bị hạ gục và tên Natsume vội kiểm tra số bim của cậu tên luật sư muốn gã tóc dài xử cậu bằng dao để tiết kiệm bim nhưng không ngờ bị sakamoto lén trích điện giật này tại chỗ cậu nhân cơ hội đó chuồn đi nhưng tên tóc dài muốn thế bởi biết rõ vẫn cậu còn đồng bọn sakamoto nhanh chân tháo chạy về nơi chú tai ra và báo tin mình bị chấn lột hết bim cậu đã cố ý chọn đường xa nhất để chạy nên chắc mẩm đối phương không thể bám theo tuy nhiên himiko lo kẻ thù sẽ lần được giấu chân nên vội muốn lấy phần của mình và rời đi ngay khi họ đang tranh cãi thì tên tóc dài đã tìm tới nghề nghiệp của hắn là lính đánh thuê nên việc lần theo dấu vết không có gì khó khi nhìn thấy súng phóng điện của sakamoto là tóc dài đã nhận ra himiko cũng ở đây hắn tới là để lấy lại chỗ thức ăn cùng túi bim của mình gã hỏi xem himiko có giữ viên đá của gã béo đã bị cô giết hay không và muốn lột đồ cô để tìm nó sakamoto lên tiếng yêu cầu hắn nhanh chóng rời khỏi đây tuy nhiên tên tóc dài không muốn từ bỏ ý định thu hoạch đủ 8 viên đá để rời khỏi hòn đảo này Sakamoto vẫn một mực tin rằng trò chơi này hẳn phải có lỗ hổng nào đó, vì từng là lập trình viên nên cậu chắc chắn sẽ có cách cho họ lách luật. Tên tóc dài không mấy hứng thú và muốn ra tay kết liễu Sakamoto. Chú tai ra lập tức nhân cơ hội lao tới áp chế nhưng hắn quá nhanh và còn xin mấy ngón tay của chú. Sakamoto lao tới cũng liền bị đánh ngã rơi xuống vực, ký ức về cô vợ trong game hiện về làm Sakamoto tỉnh lại. Cũng may cậu rơi trúng một cành cây nếu không đã tan xác với mỏm đá dưới biển. Sakamoto vội quay lại thì phát hiện túi bim cùng toàn bộ vali đã biến mất chú tai ra cho cậu biết himiko đã bị chúng bắt đi sakamoto cảm thấy tự trách bởi tất cả là lỗi của cậu lúc này sakamoto tìm thấy chiếc điện thoại của himiko để lại cậu mở lên và nhận ra đó chính là cô vợ trong game của mình sakamoto quyết tâm phải nhanh chóng đi cứu cô ấy nhưng chú tai ra đã cầu xin cậu ở lại với mình sakamoto hứa sẽ cố gắng quay trở về càng sớm càng tốt nhưng chú không thể chịu đựng nổi nữa đứng trước lời cầu xin của chú tai ra sakamoto vẫn quyết định vì cái lờ bỏ bạn mà đi Tên luật sư Natsume và tóc dài nghỉ chân ăn uống và trói chặt Himiko trên giường. Cô yêu cầu tên tóc dài hãy giết mình để bản thân được chết trong sạch, thế nhưng đối với hắn lý do mang Himiko tới đây là để giải trí. Gã muốn tra tấn cô còn tên luật sư thì có ý đồ khác. Ngay khi hai bọn chúng tính dở trò thì có sóng radar truyền tới. Tên tóc dài nhận ra Himiko lén truyền sóng hai lần liên tiếp để làm tín hiệu, nhờ đó mà Sakamoto đã tìm được tới đây. Tên tóc dài lệnh lão Natsume hãy đi trước bọc đầu còn mình sẽ vòng qua trái. Toàn bộ pin của cậu hắn đang cầm nên không có gì phải sợ. Natsume vội chỉnh lại thời gian hẹn giờ là 3 giây, tên tóc dài nhờ Zada mà biết rõ cậu đang nhắm thẳng tới chỗ Himiko. Một tiếng nổ vang lên nhưng không thấy Natsume trả lời làm tên tóc dài lo lão ta đã bị hạ. Hắn cẩn thận phục kích sẵn để chờ đợi con mồi. Nhưng trước khi ra tay thì kịp dừng lại vì người tới là Natsume, lão ta sợ hãi bảo rằng mình đã tấn công nhưng không hề thấy dấu vết của cậu ở đâu. Sakamoto nhân lúc chúng đi kiếm mình thì lén tới căn phòng giam giữ Himiko cậu đẩy cửa ra và thấy một quả bim được cài sẵn nhưng may mà kịp bắt lấy trước nó khi phát nổ nhờ đó mà sakamoto có được trong tay một quả bim quý giá làm vũ khí bởi bim bị vô hiệu hóa sẽ trở thành vật sở hữu của người lấy nó sakamoto nhanh chóng tới chỗ himiko đang bị trói để cứu cô himiko hỏi xem làm sao cậu biết tên mình sakamoto xin lỗi vì đã tự ý mở điện thoại của cô ra cậu cũng biết himiko là cái tên cô sử dụng khi chơi bi tùng. sakamoto vội giới thiệu tên và hỏi xem cô liệu có nhớ đã từng chơi với người nào có tên thế trước đây không Himiko bảo mình biết cái tên đó vì ai cũng biết đó là người ở trên bảng xếp hạng tốt thế giới. Himiko bảo mình chưa bao giờ chơi với anh ta làm Sakamoto khá thất vọng vì người vợ trong game của mình không phải cô. Tuy nhiên cậu không hề hối hận khi đi mạo hiểm đi cứu cô ấy. Cả hai lén rời đi nhưng đã bị sóng radar của tên tóc dài phát hiện. Hắn vội lệnh cho Natsume đi chặn một lối ra còn mình sẽ phục kích ở chỗ còn lại. Tên luật sư hào hứng vừa đi vừa đọc điều luật hình sự về tự vệ chính đáng. Ngay khi thấy bóng Sakamoto chạy qua, lão liền điên cuồng ném bim gây nổ nhằm hạ gục cậu. Sử dụng radar, lão điên cuồng truy đuổi Sakamoto để rồi ăn một quả bim cậu bất ngờ ném ra và bị nổ tan xác. Tên tóc dài vội bắt Himiko làm con tin để ép Sakamoto lộ mặt. Hắn ném con dao ra và gạ cậu một kèo đấu solo tay đôi như hai thằng đàn ông. Hắn thống kê lại toàn bộ số chip và cho rằng nếu Sakamoto hạ gục được mình thì cậu sẽ có tổng 8 cái. Sakamoto liền nhân cơ hội gã di chuyển mà lao ra lấy con dao để rồi bị cho ăn một cước. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tên tóc dài vì hắn chỉ cần tay không đã khống chế được cậu sakamoto không ngờ mình sẽ phải chết như thế này cậu cảm thấy cuộc đời của mình đã bị phí phạm nếu được thì sakamoto mong có thể gặp cô vợ trong game của mình ngoài đời một lần himiko bất ngờ lao tới và bị tên tóc dài đánh bay nhưng cô đã kịp cài trên người hắn một quả bim khí ga nên bảo sakamoto mau chạy đi quả bim phát nổ dồn cả hai vào ngõ cụt sakamoto kịp thời phát hiện một lối thoát trên trần nên lập tức bật nhảy parkour leo lên cậu đưa tay tóm lấy himiko nhưng tên tóc dài đang bị khí ga ăn mòn đã kịp tóm lấy chân cô Thấy gã dài như đỉa không chịu buông nên Sakamoto đã thả một quả bom hẹn giờ xuống. Tóc dài vội tìm cách ngăn nó phát nổ trước 10 giây nhưng bất ngờ nhận ra bim này là của tên Natsume nên chỉ có 3 giây. Thế là hắn bị nổ tan xác còn Himiko và Sakamoto thì vẫn an toàn ôm lấy nhau. Khi họ nhận ra thì vội xấu hổ quay mặt đi, toàn bộ mọi việc đều được người hướng dẫn truyền hình trực tiếp cho các cổ đông xem. Tập 8 Trước đây Himiko vì chuyện quá khứ mà bị bạn bè xa lánh, chỉ có Sakamoto là tới bắt chuyện với cô khi ở trong bi tùng. Cậu không hỏi chuyện xảy ra với Himiko vì biết ai cũng có chuyện cá nhân không muốn kể. Tuy nhiên Sakamoto hứa bản thân vẫn muốn ở bên cạnh cô làm Himiko rất xúc động. Lúc này Sakamoto dù không muốn nhưng bản thân đã phải dính máu và lấy được ba viên đá. Trong khi đó có một cặp đôi nam nữ khác cũng bị cưỡng ép tham gia trò chơi trên hòn đảo. Họ bị lũ rồng Komodo đuổi tới nhưng đã may mắn chạy tới vách đá cao. Chỉ xui cho anh thanh niên dạy gái bị cô nàng đi cùng hãm hại đẩy xuống. Và thế là anh ta đành làm mồi cho lũ rồng và bị cô nàng đánh bim cho tan xác. Điều này giống hệt với mục đích của ban tổ chức, khi các thí sinh cần kề cái chết sẽ không ngần ngại phản bội nhau. CEO của công ty sản xuất game thấy cảnh tượng này quá kinh hoàng, tuy nhiên tên hướng dẫn bảo họ sẽ dựng mô hình 3D cho dỡ kinh dị. Việc này khiến bọn chúng thấy mình hệt như thần thánh và quyết định sẽ sớm công bố dự án trò chơi mới dựa theo những dữ liệu này. Sakamoto sau khi kiểm tra kỹ càng và chắc chắn tòa nhà này không có ai ngoài họ thì muốn trở về chỗ chú tai ra. Tuy nhiên đi ban đêm quá nguy hiểm nên Himiko đã rủ cậu nên ở lại đây một đêm, đồ ăn đã vơi đi khá nhiều nhưng sakamoto vẫn cố động viên cô phải lạc quan lên vì đã lâu không thay đồ nên cậu đánh phải mặc tạm cái áo thun trò bi tung được cấp bên trong vali sakamoto chia cho himiko một cái còn mình thì chạy đi chỗ khác thay đồ himiko vội vàng mặc nó trước khi cậu mò vào sakamoto bảo mình sẽ qua phòng khác ngủ vì biết rõ himiko không thích ở gần đàn ông cậu tính rời đi thì himiko lên tiếng bảo sakamoto không nên để cô gái yếu ớt ở một mình sakamoto tưởng cô rủ mình ngủ chung thì khoái lắm nhưng ý himiko không phải thế cô dựng ra một vạch phân chia rõ ràng tối mà có cái gì mò qua là himiko cắt ngay sakamoto tắt đèn nằm suy nghĩ rồi cảm ơn himiko vì đã cứu mạng mình nhưng cô thấy đáng lẽ mình nên cảm ơn vì cậu dám đi cứu cô dù không có bim trong tay himiko không hiểu tại sao sakamoto lại làm thế vì một người chơi trong game và chưa từng gặp mặt ngoài đời cậu cũng không thể giải thích được vì có lẽ vào giây phút bị dồn vào chân tường thì giới hạn bên trong sakamoto đã không còn tuy nhiên đó vẫn không lý giải nổi lý do cậu mạo hiểm cứu himiko Sakamoto chỉ bảo rằng bản thân nghĩ có cô ấy có khi thực sự là Himiko mà mình biết cũng nên. Cậu kể cho cô nghe về cuộc sống thất bại của mình, bỏ học rồi suốt ngày cắm mặt vào game. Chính vì thế đối với Sakamoto thì những thứ trên màn hình mới là thật với mình. Một kẻ thất bại như cậu vậy mà Himiko lại chấp nhận, điều đó khiến Sakamoto khao khát một mối quan hệ bền vững với cô ấy. Vậy nên khi thấy người con gái mình trông mong gặp nguy hiểm thì cậu đã không do dự. Mặc dù nhận nhầm người nhưng Sakamoto không hề hối tiếc, Himiko không hề trả lời làm cậu tưởng cô ấy ngủ rồi nhưng thực tế cô ấy đang cố gắng khóc không phát ra tiếng vì bản thân đang vô cùng hạnh phúc. Cô không ngờ người đã cứu mình vào giây phút hoạn nạn nhất lại chính là Sakamoto mà cô biết. Himiko càng không ngờ cả hai sẽ gặp mặt nhau ngoài đời như thế này. Ở trong mơ Himiko cũng mơ thấy cảnh tượng đám cưới trong game giữa họ, nhưng cô vẫn không thể mở lòng mình chấp nhận người đàn ông tiếp cận cô. Himiko mở mắt dậy thì nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của một người phụ nữ. Cô hét lớn rồi run rẩy kể với Sakamoto là ở đây có ma, cậu liền chạy ra kiểm tra và sử dụng radar nhưng không phát hiện ra ai cả. Himiko tin chắc bản thân không hề nhìn lầm còn Sakamoto thì cho rằng đó chỉ là ác mộng. Tuy nhiên ma gì mà lại có đèn pin nên Himiko không tin. Sakamoto lập tức lo rằng đó là một người chơi khác nên liền sử dụng radar nhưng vẫn không có tín hiệu nào. Cậu lo rằng đối phương đang ẩn nấp nên vội bảo Himiko đi tìm cùng mình. Sakamoto muốn chia nhau ra tìm nhưng cô rất sợ. Đúng lúc này cậu phát hiện ra phía xa xa có ánh đèn. Sakamoto vội để đèn pin lại cho Himiko còn mình thi đi kiểm tra. Cậu tới một căn phòng nhưng không thấy ai vết tích để lại cho thấy người đó đã sống ở đây khá lâu. Ngay khi Sakamoto lo rằng đây là một cái bẫy thì người phụ nữ đáng sợ bất ngờ tấn công cậu bằng lưỡi hái từ phía sau. Nhân lúc cô ta đâm hụt mà Sakamoto đã đá bay đối phương, cậu hoảng hồn nhận ra cánh tay gắn đá của cô ấy đã bị cắt cụt. Đó là lý do Zada không thể phát hiện ra được vị trí. Sakamoto tự hỏi cô ta là người chơi thì đã ở đây được bao lâu rồi. Himiko lúc này đang rất sợ hãi thì cậu đột nhiên xuất hiện phía sau làm cô ấy hoảng loạn mà cho Sakamoto ăn đòn cậu vội dẫn cô ấy đi gặp người phụ nữ kỳ lạ mà mình tìm thấy, xem ra cô ấy không phải là người chơi được đem tới đây cùng lúc với họ. Người phụ nữ tỉnh lại nhìn thấy Sakamoto thì tức giận đẩy cậu ra, Himiko vội giữ cô ấy lại và bảo cậu nhanh ra ngoài để cô ta bình tĩnh. Người phụ nữ sau khi làm ngụm nước thì hỏi cả hai muốn gì, Himiko muốn biết thêm về hòn đảo nhưng cô ấy cảnh báo cô là phụ nữ thì không nên tin đàn ông khi ở đây. Cô hiểu rõ điều này nhưng bây giờ Himiko vô cùng tin tưởng vào Sakamoto. Bởi cậu không chỉ cứu cô và Himiko còn biết rõ Sakamoto từ trước. Người phụ nữ cảm thấy Himiko thật ngây thơ rồi quyết định kể cho cô nghe vài chuyện, cô ấy đã tới đây từ 6 tháng trước. Tên cô là Siki, hành nghề y tá hiện đã 40 tuổi. Một ngày kia bác sĩ mà Siki kính trọng đã phạm phải lỗi lớn, vì dại trai nên cô ấy quyết định làm giả báo cáo để bảo vệ anh ta, thế nhưng trong cuộc họp gã đã, đã thẳng thừng đổ hết mọi tội lên đầu Siki khiến cô mất việc. Siki sau đó vất vả mưu sinh cho đến một ngày nhận được bức thư với tiêu đề có người nào bạn muốn họ biến mất không. Cô ấy không rõ ai đã viết tên mình và rồi gặp lại tên bác sĩ vô ơn trên hòn đảo này cả hai quyết định dẹp bỏ tư thù để cộng tác với nhau lấy được 14 viên đá rời khỏi đây. Cô ấy và tên bác sĩ đã cùng nhau đánh bại rất nhiều đối thủ và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên khi có được viên đá thứ sáu thì tên bác sĩ kia phản bội và dùng bom dò tìm hạ sát Siki. Vụ nổ nhỏ khiến cô ấy không chết mà bị cụt tay. Tuy nhiên tên bác sĩ đã có được 7 viên đá và bỏ mặc Siki lại ở hòn đảo này để ra về. Từ đó Siki luôn trách mình quá ngu ngốc và ngây thơ. Cô ấy dặn dò Himiko phải cẩn thận vì khi lấy đủ 6 viên đá thì thử thách thực sự mới bắt đầu. Sakamoto sau khi được Himiko kể cho toàn bộ mọi chuyện thì quyết định sẽ dùng bim để cướp chiếc trực thăng. Họ chỉ cần lấy đủ 7 viên đá rồi phối hợp với nhau khống chế phi công để rời khỏi đây. Trời đã sáng nên cả hai quyết định quay trở lại chỗ chú tai ra. Himiko quyết định không kể việc xảy ra khi Shiki thu thập đủ 6 viên đá bởi cô tin tưởng vào Sakamoto. Hai người vội chào tạm biệt Shiki, Sakamoto còn chuẩn bị sẵn gậy để đối phó với lũ rồng Komodo. Shiki dặn dò cậu nhớ bảo vệ Himiko rồi chào tạm biệt cả hai còn chỗ ông chú tai ra lúc này thì bất ngờ gặp được tên bác sĩ đang cay cú vì bị gửi trở lại hòn đảo này. Tập 9. Ông chú tai ra tỉnh lại thì được tên bác sĩ niềm nở chào hỏi giới thiệu mình tên là Date. Anh ta đã giúp ông chú sơ cứu lại vết thương làm tai ra vô cùng xúc động. Date ngoài mặt nở nụ cười hiền từ nhưng trong thâm tâm muốn lợi dụng ông chú khi cần. Đúng lúc này hai người Sakamoto trở về vội dò hỏi đối phương là ai. Date vội giải thích mình chỉ tình cờ đi ngang qua đây chứ không có ý xấu. Hắn còn bảo bản thân là bác sĩ và đã giúp chú tai ra sơ cứu vết thương. Chú tai ra liền lên tiếng nói đỡ Date là người tốt, thấy tay nghề cũng khá nên Himiko nghĩ hắn thật sự là bác sĩ. Sakamoto vội xin lỗi vì hiểu lầm rồi xin được xem số lượng bim còn lại của Date. Cậu muốn từ đó để biết xem liệu đối phương có thực sự từ chối tham gia trò chơi này hay không. Date vội lấy ra và vẫn còn đủ 8 quả bim loại điều khiển từ xa. Chỉ cần nhấn công tắc trên nó và sử dụng vòng tay để kích hoạt. Date nghe Sakamoto và Himiko bàn luận về nó thì nhận ra cả hai đều có chơi game bi tùng. Sakamoto vội gửi lại túi bim cho Date và xin lỗi vì đã nghi ngờ đối phương. Cậu vội rủ Date lập hội thoát khỏi hòn đảo này bằng cách lấy đủ số đá rồi cướp trực thăng. Cậu cho Date biết mình hiện tại đã có 3 viên đá làm Date mừng rỡ vội đồng ý hợp tác. Lúc này máy bay đưa đồ tiếp tế xuất hiện trên bầu trời. Date rủ cậu cùng mình đi lấy nó để tăng cơ hội thành công, Sakamoto ngây thơ đồng ý còn Date thì cười thầm vì bản thân sẽ có 6 viên đá. Ngay khi dù tiếp tế được thả xuống, Nhóm Sakamoto đã nhanh chân đuổi theo nhưng tín hiệu radar phát ra cho thấy có rất nhiều người khác đang nhắm tới chỗ này. Cậu quyết định sẽ không lùi bước mà cho đối phương thấy họ quyết tranh giành vali tiếp tế này bằng bất cứ giá nào. Tất cả người chơi đều sử dụng radar để quan sát nhất cử nhất động của nhau. Sakamoto không chịu thua và đụng mặt tên đeo kính dâm. Dùng bim ở đây quá liều lĩnh nên cả hai thi xem ai nhanh tay lấy được chiếc vali hơn. Cả hai đều không cham được vào nó và ngã xuống sườn đồi. Sakamoto nhận ra gã đeo kính dâm chính là kẻ đặt bẫy mình đã gặp họ vội ném hai quả bim va và chạm vào nhau phía himiko cũng chạm chắn phải cô nàng đồng đội của tên đeo kính dâm và dễ dàng bị đánh ngã cô ta thả bim hẹn giờ xuống người himiko rồi để cho nó phát nổ sakamoto sau vụ nổ thì mất dấu tên đeo kính dâm còn date lúc này đã bắt lấy được chiếc vali thế nhưng dù bị kẹt khiến anh ta gặp khó tên đeo kính dâm liền nhân cơ hội ném bim khí ga về hướng date sakamoto vội cảnh báo anh ta mau chạy đi date vội bỏ chiếc vali nhưng đã kịp cài bom khiến chiếc dù tách ra và để cái vali rơi xuống chỗ sakamoto cậu thi chạy cùng tên đeo kính dâm rồi bắt lấy nó và suýt chút nữa thì rơi xuống biển thấy tên đeo kính dâm vẫn đuổi theo nên sakamoto lại tiếp tục bỏ chạy phía bên kia cổ à tấn công himiko tưởng đã hạ được cô nhưng bất ngờ bị himiko dí kìm điện làm rơi vũ khí hóa ra kimiko đã kịp ném bay quả bim hẹn giờ trước khi nó nổ cô biết rõ đối phó với bim hẹn giờ của cô ta thì bim đạn pháo của mình có lợi hơn tuy nhiên dù có cả kìm điện trong tay thì cô ả à không hề sợ himiko chút nào trong khi đó sakamoto đang chạy thì bị bim phát lửa từ đâu bay tới chặn đường nó là từ tên tóc trắng đi cùng với thằng nhóc Kiza. Tên đeo kính dâm liều mình nhảy qua lửa đá bay xa để cướp vali tiếp tế rồi xông qua tường lửa nhảy xuống biển. Một cái bim phun lửa ném tới ép xa cũng phải nhảy xuống biển theo. Tên nhóc Kiza nhanh chóng đoán được họ sẽ phải bơi tới bờ bên kia nên nhanh tới đó phục kích. Lúc này cô ở đồng đội của tên đeo kính dâm đoán ra Himiko chắc bị ám ảnh bởi việc bị làm nhục lắm mới thủ sẵn kìm điện. Himiko mất bình tĩnh lao tới liền bị cô ta khóa chặt cử động ả à ta tính xích cổ cô bằng cơ thể dẻo dai của mình nhưng không ngờ himiko lại chống cự quyết liệt như vậy chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân lúc này lại khao khát sống nhiều đến như vậy himiko cố gắng gượng dậy rồi hất ngã cô ả à kia ra cô ta tức giận vội cầm gậy muốn tấn công nhưng liền bị himiko dí điện có vẻ điện áp đã yếu nên đối phương chưa gục ả à ta liền tóm đầu himiko đánh xuống nền đất một cách tàn bạo đúng lúc này bim điều khiển từ xa của date xuất hiện dọa họ tháo chạy hắn ta thấy himiko vẫn sống thì thất vọng rồi giả vờ tới hỏi thăm Miko nhận ra tên này đã cố ý giết mình và cô à kia cùng một lúc nên quyết định không thể tin Date được. Cô giả vờ nói lời cảm ơn còn hắn ta thì muốn họ nhanh chóng đi tìm Sakamoto. Cậu lúc này bơi lên bờ thì cẩn thận quan sát xem tên đeo kính dâm có phục kích mình hay không. Sakamoto bất ngờ nhìn thấy gã tóc trắng xuất hiện. Hắn tìm được cái vali thì ngây thơ đi tới lấy để rồi bị trúng bẫy của tên đeo kính dâm. Hắn ta nhanh chóng đi thu hoạch viên đá cùng bim của tên tóc trắng. Sakamoto lập tức đứng ra yêu cầu đối phương đứng im không thì ăn bim đạn pháo. Tên đeo kính dâm vội bỏ cái vali, tất cả túi bim và cả những viên đá mình thu thập được. Hắn đưa tay lên đầu hàng và muốn di chuyển để Sakamoto đến lấy chúng. Sakamoto cảm thấy lo lắng vì tên này đột nhiên từ bỏ dễ dàng đến như thế. Tất cả bim của gã đều ở đó nên chỉ có thể là tên đeo kính dâm sử dụng bim điều khiển từ xa để đặt bẫy mình. Sakamoto liền yêu cầu đối phương cho mình xem tay nhưng trên tay hắn chả có dây điều khiển, sợ rằng đối phương đang cầu giờ cho đồng đội tới nên cậu đã tới chỗ chiếc vali. Nào ngờ tên đeo kính dâm đã lén kích hoạt điều khiển bim từ xa ở miệng khiến chỗ Sakamoto phát nổ, hắn vội dùng ra đa dò xem nhưng cậu vẫn còn sống. Tập 10. Toàn bộ trận chiến của Sakamoto đều được tên hướng dẫn và đồng bọn quan sát tỉ mỉ. Nhìn thấy cậu bị nổ tung làm họ thất vọng vì nghĩ Sakamoto đã bị đánh bại. Có vẻ tên đeo kính dâm đã lén dù thủ thật xấu điều khiển ở trong miệng rồi dụ Sakamoto vào cái bẫy hắn đặt từ trước. Tuy nhiên kẻ sập bẫy ở đây lại chính là tên đeo kính dâm cậu đã khéo léo lợi dụng góc nhìn của hắn để làm như bản thân đi vào chỗ cái vali tên đeo kính dâm không hề biết nên mới bị Sakamoto bắt bài cậu sớm biết đối phương sẽ lợi dụng làn khói này để tấn công nên vội dùng ra đa dò tìm nào ngờ tên đeo kính dâm nhanh chóng tới lút bim phun lửa từ tên tóc trắng rồi nhắm về hướng Sakamoto đang chạy mà ném cậu may mắn kịp lặn xuống biển nếu không đã thành thịt nướng lúc này Date khuyên Himiko không nên lộ mặt vì mạng sống quan trọng hơn tên đeo kính dâm nhìn thấy cậu còn sống thì bất ngờ nhận ra Sakamoto là ai dù sao cũng chả quan trọng nữa nên gã quyết định bỏ đi cậu muốn đuổi theo nhưng đã không kịp nữa rồi thằng nhóc kỳ ra ở bên khen sakamoto có một trận đấu rất tuyệt nó đã tranh thủ chôm lại túi bim trong lúc cậu không để ý tên nhóc kỳ ra tạm biệt sakamoto còn cậu thì ngã gục vì hoàn toàn kiệt sức himiko và date vội chạy tới cậu xin lỗi họ vì đã để mất vali tiếp tế vào tay đối phương date ngoài mặt bảo không sao nhưng trong lòng chửi sakamoto là đồ vô dụng còn himiko thì bất ngờ ôm lấy cậu vì cô rất vui mừng khi sakamoto còn sống cô vội lấy lại bình tĩnh và cẩn thận quan sát date trong khi đó cô ả à kia than thở vì tên đeo kính dâm đã khiến đồ ăn bị cháy xém hết cả việc hắn gọi cái tên hideko làm cô ta rất khó chịu vì tên mình là hidemi mới đúng tên đeo kính dâm bảo cô ta nên ăn đi và gọi thế nào cũng được vì họ là cộng sự của nhau lúc này sakamoto tự hỏi làm sao tên đeo kính lại biết tên của mình cậu nhớ lại và thấy gã khá giống cậu bạn oda trước đây của mình cậu ta thuộc kiểu con nhà người ta điểm số thì thuộc hàng tốt còn thể thao cũng vô cùng giỏi oda luôn cái thái đồ hòa đồng và được nhiều con gái vây quanh trái ngược hoàn toàn với sakamoto việc không giỏi hơn oda ở bất cứ điểm nào khiến cậu khó chịu nhưng chả hiểu vì sao oda rất hay bắt chuyện với sakamoto có vẻ cả hai chỉ đều sống với mẹ nên đã có tiếng nói chung oda cũng là người duy nhất mà sakamoto chịu mở lòng cậu ta biết được việc cậu thích cô bạn aiko cùng lớp thì hỏi tại sao sakamoto không chịu mở lời tuy nhiên một gã hút gái như oda làm sao hiểu được sự tự ti của cậu oda bảo sakamoto kẻ đi trước sẽ chiến thắng nếu do dự thì cậu sẽ sớm mất cơ hội. Lúc đó Sakamoto cho rằng đó chỉ là những lời tự mãn của Oda. Cho đến một ngày cô bạn Aiko mà Sakamoto thích bất ngờ bật khóc liên quan tới Oda, cậu vội tới hỏi thằng bạn mình chuyện gì đã xảy ra. Oda tiết lộ mình đã ngủ với Aiko khiến cho Sakamoto mất kiểm soát mà đấm cậu ta. Đó là lần đầu tiên Sakamoto nếm trải cảm giác bị phản bội và bị chính thằng bạn mình nờ tê giờ. Cả Sakamoto và Oda sau vụ đó đều bị đình chỉ học. Cậu nghe nói cậu ta đã trở thành một ông chủ nhờ cờ một cờ lúc riêng, Đến giờ Sakamoto vẫn không hiểu tại sao ngày đó Oda lại làm thế với mình. Xem ra tên đeo kính dâm chính là thằng bạn Oda ngày nào. Sakamoto sử dụng chỗ gạo còn lại trộn với cà ri để nấu thành cháo. Còn tên Date thì cay cú vì giờ phải chia chỗ thức ăn ít ỏi của mình cho mọi người. Sakamoto lên tiếng cảm ơn anh ta vì đã đồng ý chia sẻ chiếc vali mình tìm được mấy ngày trước. Anh ta tính ngày mai sẽ đi lấy tiếp nhưng bất ngờ phát hiện mình nói quá nhiều thì sẽ bị lộ đã từng tham gia trò chơi. Date vội viện cớ bảo mình nghe tiếng máy bay nên biết rõ giờ nào nó sẽ tới. Sakamoto tới đút cháo cho chú tai ra nhưng chú quá mệt nên cảm thấy không nói. Date tới bắt mạch thì nhận ra chú đã bị trúng chất độc của rồng Komodo, họ cần phải có huyết thanh chữa nếu không tai ra sẽ bỏ mạng. Himiko vội bảo cậu ra nói chuyện riêng còn Date thì nói cứ để mình đút cho chú tai ra ăn. Cô bảo với Sakamoto tòa nhà chỗ cô Shiki chắc chắn sẽ có thuốc, bởi nơi đó đã từng có người sống nên hẳn họ phải có huyết thanh phòng lũ rồng Komodo. Tuy nhiên cô không muốn cậu đem theo Date tới đó bởi rất nghi ngờ hắn, Date bên trong vừa đút cho chú tai ra ăn vừa cay cú vì đang lãng phí thức ăn của mình cho người sắp chết. Lúc này Sakamoto đi vào bảo mình biết nơi để kiếm huyết thanh cho chú tai ra. Cậu muốn thử tới đó kiếm xem và hứa sẽ trở về sớm. Sakamoto vẫn đồng ý dẫn theo Date và cảm thấy anh ta hẳn là người tốt. Thế nhưng Himiko cho rằng không thể tin được vào vẻ bề ngoài. Chưa kể việc suýt bị hắn ném bim khiến cô cực kỳ đề phòng. Sakamoto đã vô tình để cho Date biết việc mình có ba viên đá nên càng phải cẩn thận hơn cậu vẫn cố khuyên cô muốn sống sót trên hòn đảo này thì họ phải cố tin tưởng người khác việc đa te chưa sử dụng quả bim nào lúc anh ta gặp họ làm cậu tin chắc đa te là người tốt cả nhóm sau đó tới chỗ tòa nhà lớn bị bỏ hoang himiko và sakamoto thống nhất sẽ giấu đa te về chuyện của cô shiki sống ở đây hắn bắt đầu thắc mắc tại sao họ biết được chỗ này nên himiko vừa bảo là do trước đây mình bị lạc nên mới tìm ra Date te bảo họ nên chia nhau ra tìm cho nhanh và tất cả đều nhanh chân mỗi người một ngả Date te không ngờ có ngày mình phải quay lại chỗ này nó không hề thay đổi kể từ 6 tháng trước, hắn tìm được chỗ tủ thuốc nhưng chúng sớm đã hết hạn từ lâu. Date quyết định vơ đại vài chai để đánh lừa nhóm Sakamoto. Khi cậu tìm thấy hắn thì Date bảo mình đã lấy được đủ số thuốc cần dùng. Date thăm dò xem Sakamoto có nghi ngờ mình không vì để ý thấy thái độ của Himiko. Hắn ta bảo mình hết mực mong cậu tin tưởng rồi giao chiếc vali thuốc cho Sakamoto giữ. Cậu thoáng cảm thấy sự đáng sợ toát ra từ người đàn ông trước mặt mình. Sakamoto vội dùng Zada để gọi Himiko nhưng bất ngờ thấy cô đang chạy tới. Himiko cố gắng báo hiệu cho Sakamoto mau vứt chiếc vali đang mang, nhưng Date đã kịp kích nổ quả bom được giấu sẵn bên trong từ trước. Tập 11. Nhìn thấy Sakamoto bị nổ tung làm Himiko suy sụp, Date lập tức tới chỗ cô để trả hỏi tại sao Himiko biết trong cái vali có chứa bim, ban đầu hắn tính dùng một quả đó để giết cả hai cùng một lúc. Date đang tính ra tay hạ sát luôn Himiko thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Siki đột nhiên xuất hiện từ sau lưng cho ăn một nhát lưỡi hái, 10 phút trước, Himiko đã tới chỗ cô ấy để kể về tình trạng của chú tai ra nên hy vọng có thể tìm được huyết thanh ở đây tuy nhiên cô Siki đã cho cô biết không thể tìm được thứ đó nhưng vẫn có thuốc giảm đau và kháng sinh trong lúc cô Siki chỉ cho Himiko căn phòng có chưa thuốc thì cả hai phát hiện ra tên date Siki vô cùng căm phẫn bởi hắn chính là tên bác sĩ đã phản bội cô lúc trước vết thương cũ tái phát khiến cô ấy đổ hết mồ hôi Siki kể cho Himiko về date rồi hỏi hiện giờ gã có loại bim gì khi biết đó là loại điều khiển từ xa thì Siki đã cảnh báo họ nên cẩn thận bị đánh úp bất ngờ nhìn thấy Date đưa chiếc vali cho Sakamoto là Siki đoán ra ngay trong đó chắc chứa bim. Himiko nghe xong lập tức chạy tới cảnh báo Sakamoto nhưng không kịp nữa. Cô Siki vội tới đỡ cô dậy để cả hai chạy đi. Còn Date thì quyết tâm đuổi theo truy sát. Hắn sớm đã đặt bim quanh tòa nhà này nên khiến cho Siki và Himiko phải dè chừng. Siki quyết định dẫn Himiko đi đường ngoài cửa sổ nhưng Date đã phục kích sẵn. Hắn vỗ tay khen ngợi vì Siki vẫn còn sống với vết thương từ cánh tay bị cụt. Còn Siki thì nhạo báng Date vì lại bị gửi lại hòn đảo này do ăn ở như quần què. Date tự tin chỉ có duy nhất bản thân nắm rõ các vị trí đã đặt bim ở quanh tòa nhà này. Nên Shiki và Himiko đừng hòng thoát khỏi tay mình. Himiko lúc này đã không còn ý chí chiến đấu vì cái chết của Sakamoto. Date bảo rằng sẽ tiến đưa cả hai bằng bim của cậu nhưng không ngờ bị Shiki ném bim phát nổ trước. Nếu Himiko bật công tắc thì cô ấy hoàn toàn có thể sử dụng chúng để đối phó kẻ địch. Shiki không ngừng nguyền rủa bản thân vì đã khờ dại khi tin vào tình yêu rồi để bị phản bội. Xem ra VEC cả hai gặp lại nhau chính là sự sắp xếp của Chúa. Date giả vờ sợ hãi tháo chạy để dụ Siki đến vị trí quả bim mà hắn đã cài sẵn. Bức tường phát nổ khiến cô ấy ngã xuống còn Date thì nhanh chân thoát thân. Hắn vô cùng tự tin vì khi tiêu diệt nốt Himiko cùng ông chú tai ra thì bản thân đã sở hữu thêm 6 viên đá. Himiko biết rõ hắn đang tới nên tính chạy trốn nhưng quanh đây toàn là bim nên cô chọn phải chiến đấu. Tuy nhiên cô không hiểu vì sao lúc này bản thân lại buông xuôi như thế này dù lúc trước đã rất kiên cường. Xem ra nếu không có Sakamoto thì mọi niềm tin cùng hy vọng chiến đấu của cô đã không còn. Himiko cảm thấy hối hận vì đã không kịp nói cho cậu biết thân phận thật sự của mình. Lúc này tên Date ngỏ ý mời Himiko gia nhập đội vì hắn có kinh nghiệm thoát khỏi đây. Thấy cách này không hiệu quả nên hắn liền lật mặt ném bim đạn pháo về hướng cô, nào cơ hai túi khí của Himiko quá bự nên quả bim bị bật ra. Tuy nhiên nó không hề phát nổ và Date nhận ra bản thân chưa có quyền sử dụng chúng. Hắn kích hoạt ra đa và nhìn thấy Sakamoto vẫn còn sống xuất hiện. Date rất thắc mắc tại sao Sakamoto chưa đi gặp các cụ. Hóa ra ngay khi Himiko lên tiếng thì cậu đã ném cái vali đi rồi nhanh chân nhảy về cái hố cạnh đó để ẩn nấp khỏi vụ nổ. Himiko rất vui vì Sakamoto chưa chết. Cậu giờ đã học được một bài học về sự ngây thơ của mình. Sakamoto BS tổng Date đã đặt toàn bộ bim điều khiển từ xa xung quanh tòa nhà nên hiện giờ không còn vũ khí. Phía cậu thì có một quả đạn pháo trong tay và Himiko thì phun trang bị. Date thấy kèo không thơm liền vội đánh bài chuồn. Gã dẫn dụ cậu đuổi theo mình tính nhân lúc Sakamoto mất cảnh giác vì mình không có vũ khí mà đánh úp. Ngay khi thấy Sakamoto đúng ở nơi mấy tấm ván mình đặt bim sẵn, Date đã vội nhấn công tác kích hoạt nhưng hắn không ngờ quả bim lại phát nổ ngay cạnh mình. Hóa ra Sakamoto đã nhân lúc hắn đuổi theo Himiko mà lén thay đổi vị trí mấy quả bim từ trước, Date cứ thế bị thương nặng bởi quả bim của chính mình. Sakamoto nhìn Date thương nặng thì hạ quyết tâm phải giết hắn bởi tên này có ý định khử họ để lấy viên đá. Chưa kể với tình trạng hiện tại thì Date khó lòng mà sống sót trên đảo này, Siki lên tiếng bảo cả hai không cần làm bẩn tay mình. Cô ấy rút lưỡi hái ra muốn báo thủ mặc cho Date lên tiếng cầu xin, Siki kề lưỡi hái lên cổ Date sẵn sàng kết liễu hắn. Tuy nhiên khi Date lên tiếng xin lỗi thì cô đã bật khóc và không thể nào ra tay. Siki không bao giờ tha thứ cho Date nhưng cô cũng không thể ra tay với người mình yêu. Sakamoto sau đó phải ngồi canh chừng cho Himiko tắm. Đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao cô Siki lại cứu Date sau những gì hắn làm. Himiko thì có thể hiểu một chút suy nghĩ của cô ấy trước khi quay lại chỗ chú tay ra. Sakamoto đề nghị kiểm tra mấy cái xác trên đường để thu hoạch viên đá. Nào là gã béo đã tấn công cô rồi xác cha của thằng nhóc kia rồi còn của tên tóc vàng đã tấn công cậu khi mới tới đây. Sau khi tính toán kỹ lại thì số đá vừa đủ 7 viên để họ có thể gọi trực thăng tới, sau đó cướp nó rồi rời khỏi đây mà không phải chiến đấu. Himiko nghe thế thì vui đến mức vội chạy ra mà quên cuốn khăn. Báo hại Sakamoto bị ăn tát bởi nhìn thấy thứ không được nhìn, thế nhưng khi cậu quay lại chỗ mấy cái xác thì phát hiện có ai đó đã lấy những viên đá đi rồi nhìn thấy xác gã béo làm himiko ái náy sakamoto an ủi cô chỉ ra tay tự vệ mà thôi nên lỗi là do hắn để con cu làm mù con mắt sakamoto vội trở về và cảm thấy kỳ lạ vì một hai lần còn là trùng hợp nhưng cả ba cái xác đều không có viên đá người duy nhất biết về vị trí của chúng chỉ có thể là chú tay ra tuy nhiên cậu không còn là bản thân ở quá khứ nên nhất mực tin tưởng chú sẽ cùng họ trở về khi về chỗ chú tay ra thì sương mù có rất nhiều sakamoto bỗng nghe thấy âm thanh gì đó và nhận ra là bim dò tìm đang bay về hướng mình của chú tay ra Tập 12 Trong thâm tâm chú tai ra rất sợ hãi khi phải ở một mình, chú luôn lo rằng Sakamoto đã bỏ rơi mình. Lúc đầu tai ra không tính giấu việc lén thu thập nhưng viên đá. Do cơn sợ hãi nên chú lo rằng có thể cậu đang lợi dụng mình để độc chiếm số viên đá chú đang giữ. Tiếng cậu con trai cất lên làm tai ta bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Chú mò ra cửa vì tưởng Sakamoto đã về nhưng chỉ thấy cậu con trai của mình xuất hiện ở đây. Tai ra vội trèo xuống nhưng bị ngã. Cậu con trai trách bố sao mãi chưa về nhà. Tai gia cũng rất nhớ con trai nhưng bản thân không có đủ khả năng để về. Lúc này hình ảnh người vợ hiện lên dạy chú Tai gia tập đếm, hiện tại chú đang có 3 viên đá tính cả viên của mình. Cộng với 3 viên Sakamoto nắm giữ cùng hai viên của cậu và Himiko là đủ 8 viên, chú Tai gia bật cười hạnh phúc vì mình có thể trở về với vợ con. Lúc đó cả nhà lại có thể đoàn tụ bên nhau, chú Tai gia sau đó đã ẩn nấp để phục kích chờ hai người Sakamoto trở về. Nhờ đôi tai của mình mà cậu nghe thấy tiếng một quả bim dò tìm đang nhắm tới chỗ của mình, Sakamoto vội tháo chạy nhưng nó liên tục đuôi theo không buông. Cậu bất ngờ vấp ngã nhưng cũng may mắn kịp dùng thanh sát đánh bay quả bim dò tìm, nhận ra chỉ có chú tai ra đứng sau chuyện này. Sakamoto lên tiếng khuyên chú mau dừng lại, một quả bim khác bay tới làm cậu vội đánh hạ nó nhưng phạm vi quá gần nên quả bim đã phát nổ. Himiko chạy tới thì nhận ra chân của Sakamoto bị thương nặng, cô lên tiếng cầu xin chú tai ra mau dừng lại. Lúc này Himiko mới chợt nhớ ra lời dặn dò về việc đủ 6 viên đá sẽ là thử thách thực sự cho họ của cô Shiki. Xem ra chú Taija tính phản bội để độc chiếm toàn bộ viên đá. Sakamoto vội sử dụng đa nhưng không thể xác định được vị trí của ra Cậu không thể hiểu nổi tại sao chú lại phản bội mình dù họ đã từng hứa sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Nghĩ lại việc chú ra hoảng sợ thế nào khi bị bỏ lại làm cậu thấy một phần là lỗi của mình. Sakamoto tự trách bản thân đã quá vô tâm hệt như ông bố của mình. Ông ấy luôn chỉ quan tâm tới công việc mà bỏ mặc gia đình để rồi ly dị với mẹ. Bà sau đó cũng tái hôn mà không thể nghĩ đến cảm xúc của Sakamoto. Thế mà giờ đây cậu lại đối xử với chú tai ra hệt như bố mẹ mình. Himiko bảo cậu mau đứng lên vì một quả bim khác đang bay tới nhưng chân của Sakamoto bị thương quá nặng. Cậu vội bảo Himiko hãy chạy đi nhưng cô không làm thế. Nếu trò chơi của họ giống với Bitum thì Himiko biết cách để đối phó với loại bim dò tìm này. Cô ấy nhanh tay bắt lấy nó và vô hiệu hóa bởi loại này chỉ phát nổ khi tới gần mục tiêu được chỉ định. Vậy nên lần này Himiko sẽ đứng ra bảo vệ Sakamoto. Lúc này cậu chợt nhận ra Himiko trước mặt giống hệt với cô vợ trong game của mình cô sử dụng radar dò tìm và đoán chắc chú tay ra đang núp ở đâu đó quan sát họ chú tay ra từ trong bụi lại nhắm vào vị trí của cả hai rồi kích hoạt bim sakamoto cảm thấy rất lạ vì chú tay ra thông minh sẽ không làm hành động lãng phí bim như thế cậu đoán ra mục tiêu của quả bim bay tới không phải mình mà là himiko cậu nhanh tay bắt lấy bim rồi vô hiệu hóa nó chú tay ra thấy thế liền hoảng loạn tháo lui để rồi bị radar phát hiện vị trí sợ cậu tới giết mình nên chú vội bỏ chạy còn sakamoto thì chỉ muốn nói chuyện mà thôi chú ngã xuống một vách đá đồng thời thấy cậu và himiko đang đến gần còn bản thân thì chỉ còn duy nhất một quả bim nên muốn làm đặt cược vào nó lúc này sakamoto chống gậy đi tới nói lời xin lỗi với chú cậu hứa sẽ không bỏ mặc và cầu xin chú tay ra cho mình thêm một cơ hội tay ra nghe thế liền cảm thấy tự trách bản thân đúng lúc này một đám rồng cô đồ mò tới chú tay ra bật cười vì đây có lẽ là sự trừng phạt dành cho mình chú hướng quả bim cuối cùng khóa mục tiêu vào bản thân rồi nói lời xin lỗi vợ con cứ như thế chú đã nổ bom tự sát ngay tại chỗ Sakamoto đi tới cái xác của chú ra và bật khóc vì họ đã hứa về cùng nhau. Giờ cậu không còn cơ hội để xin lỗi chú nữa rồi. Tối đó cả hai ngồi suy tư trên chiếc ghế. Himiko hỏi xem liệu có phải chú Taija đã tính phản bội họ ngay từ đầu, Sakamoto tin chú ấy không phải loại người như thế. Có vẻ khi bị thương và suy gục đã khiến cho chú ra lâm vào con đường tuyệt vọng. Sakamoto cảm thấy chính mình là kẻ đã dồn chú vào nước đường ấy. Himiko hỏi xem cậu có muốn về nhà không? cô lấy ra toàn bộ số đá mà mình đã thu được ở chỗ của chú tai ra đưa cho Sakamoto. Công với ba cái mà cậu có cùng chiếc của mình thì Sakamoto có thể trở về. Nếu một trong hai phải chết để người kia có thể rời khỏi đây thì Himiko muốn cậu giết mình đi. Dù gì bản thân cô cũng không còn nơi nào để trở về nữa. Himiko cảm thấy họ ở trong game tuy không gặp nhau ngoài đời thật nhưng tình cảm dành cho nhau không phải dối trá. Hơn nữa chính cậu là người đã cứu cô nhiều lần. Vậy nên Himiko nghĩ rằng Sakamoto chính là hy vọng sống của mình. Nếu cậu có thể sống thì chuyện gì xảy ra với bản thân cô cũng không quan tâm, Sakamoto vội từ chối vì cậu không phải loại người như thế. Cho dù là ở đây hay thế giới ảo thì Sakamoto cũng quyết không từ bỏ Himiko, hóa ra cậu đã biết cô chính là người vợ trong game mà bản thân mong mỏi gặp mặt bấy lâu nay. Himiko hạnh phúc nắm lấy tay cậu, cả hai trao cho nhau nụ hôn và cô đồng ý để cho cậu lại gần người mình. Sakamoto nhận ra cô ấy vẫn còn sợ đàn ông nhưng vì mình mà kìm nén, hình ảnh tên bạn thân Oda lại hiện ra nhắc nhở Sakamoto bạn sợ à? Cứ thế này thì cậu sẽ mãi mãi không thể bắt kịp được mình, thế nhưng Sakamoto giờ đã không còn ích kỷ mà biết việc quan tâm người khác quan trọng như thế nào. Cậu không giống Oda vậy nên cậu ta đừng hòng ám ảnh mình lúc này. Sakamoto quyết định dừng lại và không muốn ép Himiko làm điều khiến cô khó chịu. Cậu muốn họ sau khi cùng nhau rời khỏi hòn đảo này thì bắt đầu hẹn hò một cách đàng hoàng. Himiko nghe được điều đó thì hạnh phúc ôm lấy Sakamoto. Điều cậu mong muốn nhất lúc này đó là rời khỏi đây cùng người mình yêu. Trong khi đó nhà phát hành Bitum đứng sau trò chơi này quyết định phải làm mọi cách ém nhẹ mọi chuyện. Còn các thí sinh đang mắc kẹt trên hòn đảo vẫn tiếp tục trò chơi sinh tồn khắc nghiệt và ở đó Sakamoto nay đã có cô vợ Himiko đồng hành bên cạnh. <laughs> Where there is desire, there is gonna be a flame. When